Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Tập 140. Chương 1391. Đàn Hạc Hương và Hắc Tuyết Nghĩ. Chư vị đạo hữu cẩn thận một chút. Trong sương mù sẽ có một loại quái cầm không rõ tên. Cũng may thực lực không tính là cao. Chỉ cần phải cẩn thận toan dịch của chúng nó phụt lên thì không đáng ngại. Về phần chút hơi nước này thì giao cho phu phụ ta trừ bỏ đi. Thanh niên họ Trúc đang phi hành đầu tiên bỗng nhiên nói lớn. Tiếp đó ngay trước ánh mắt ngẩn ra của những người khác, thấy ngân thanh niên hé miệng ra, bỗng nhiên phun ra một bình ngọc trường hiệu trắng xóa, quay tròn xoay chuyển một cái, miệng bình liền nhắm ngay bạch sắc sương mù phía trước. Hai tay thanh niên bấm quyết, trong miệng nói lầm bầm, linh quang trên bình ngọc phóng ra mạnh mẽ. Một tiếng phốc suy vang lên, một cổ thanh sắc kình phong từ trong bình phun ra. Kình phong ấy khi vừa thổi ra thì chỉ là thanh quang nhàn nhạt, thế nhưng sau khi vừa thổi xa ra mấy trượng, thì cuồng phong gào thét phần phật một tiếng, trong nháy mắt hóa thành cơn lốc phi thường mãnh liệt thổi về phía trước. Trên mặt hồ, sương mù nhất thời dữ dội cuồn cuộn lui về phía sau. Một cái thông đạo phi thường rõ ràng, như ẩn như hiện ở trong sương mù hiện ra. Đi thôi. Thanh niên họ Trúc ra lệnh một tiếng, tự mình cùng bạn lữ dẫn đầu bay vào trong thông đạo, mà bình ngọc lại thủy chung xoay quanh trên đỉnh đầu, cuồng phong liên tục phụt lên. Những người khác thấy vậy, trong lòng buông lòng, cũng không lại chần chờ đều theo sát mà vào. Quả nhiên tựa như thanh niên họ Trúc nói, sau khi mới bay vào trong hồ hơn 10 dặm, trong sương mù từ bốn phía bắt đầu bay ra một ít bạch sắc phi cầm lớn vài thước, từng con trông như chiếc thuyền nhỏ dài, ở bụng sinh ra một đôi lục sắc lợi trảo. Những phi cầm này rõ ràng là hướng tới chúng tu sĩ, vừa lao ra khỏi sương mù, lập tức há miệng ra. Một đạo rồi lại tiếp một đạo thủy tiễn đen nhánh phóng thẳng đến mọi người. Trong vài tiếng quát khẽ, quần tu đều phóng ra pháp bảo của mình, hoặc đem phi kiếm hóa thành một đoàn linh quang, hoặc mặt cổ thuẫn hiện lên trước người. Hắc sắc thủy tiễn này vừa bắn tới phía trên, lập tức hóa thành một cổ khói đen biến mất. Còn các bảo vật khác như kiếm, tại chỗ bị phun trúng, hiện ra lỗ thủng chi chít. Sắc mặt chủ nhân của những pháp bảo này nổi lên vẻ đại biến. Lập tức có người lớn tiếng ồn ào lên, mau ra tay tiêu diệt mấy thứ này, toan dịch của nó có thể ăn mòn các loại bảo vật. Vừa nghe nói thế, những người khác cũng sợ hãi trong lòng. Tất cả thần thông tung ra hết, từng đạo kinh hồng cùng từng mảng từng mảnh quang hà đồng thời hướng quái cầm chặn đầu chụp tới. Nơi mà kinh hồng quang hà đi qua, các quái điều đều hóa thành một đoàn huyết vũ rơi xuống, trong nháy mắt bị diệt giết không còn một mảnh. Thấy tình hình ấy, cả người vốn có chút kiêng kỵ, trong lòng cũng buông lỏng. Thực lực những quái điểu này quả nhiên cực yếu. Nhưng hầu như chỉ một giây sau, vài tiếng âm thanh kỳ tử trong sương mù truyền ra, bỗng nhiên lại bay ra một đám bạch sắc quái điểu nữa, cũng lại từng cỗ hắc sắc thủy tiễn khắp bầu trời đánh tới. Quần tu cả kinh, luống cuống tay chân vội vàng đem bảo vật vừa mới thu hồi lần thứ hai phóng ra, chống lại một phen. Lại dùng thần thông đem tất cả chúng nó đều giết chết hết. Nhưng tình hình giống vậy lại xuất hiện liễu. Khi con quái điều cuối cùng hóa thành huyết vũ, từ trong sương mù lại hiện ra chi chít bóng chim. Mọi người nổi lên một hồi rối loạn, không ít người trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hàn Lập nhướng mày, đem thần niệm hướng tới trong sương mù quét tới. Không ngờ trong sương mù này lại có thể phân bố vô số loại quái điều này. Chúng đang ùn ùn kéo đến, có vẻ cũng không biết có bao nhiêu vạn con. Hàn Lập mặc dù đã gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, ngược lại cũng phải hít một ngụm lương khí. Mọi người không cần sợ. Loại này quái cầm bây giờ chỉ là thử công kích mà thôi. Một khi hơn 13 lần công kích trước tiên vô hiệu, chúng nó sẽ tự động biết khó mà lui. Phía trước lại vang lên âm thanh phi thường bình tĩnh của thanh niên họ Trúc. Nghe được lời đó, những người khác có chút bừng tĩnh, lúc này thúc giục phóng ra các loại bảo vật, đem công kích tất cả bạch sắc quái điều, giết chết hết, cả một con cũng không để lại. Sau 13-14 lần công kích liên tiếp đi qua, quả nhiên đàn chim vốn tụ tập trong sương mù đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sắc nhọn thật dài.
Nhất thời tất cả bạch sắc điều thú lập tức giải tán, ở trong sương mù bay đi bốn phía. Chúng nó rốt cuộc thực sự không chiến tự lùi. Thấy tình hình ấy, lúc này mọi người mới thật sự yên lòng, lập tức nắm chặt thời gian bay thẳng đi về phía trước. Nửa ngày sau, sương mù ở bốn phía của đoàn người tản ra, trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng ngời lên. Ở phía trước hiện ra một tòa cự sơn trong hồ, cao chừng vạn trượng, hình dạng chân núi cắm thẳng vào dưới đáy hồ. Bộ phận lộ ra của tòa núi ấy, tất cả đều là núi đá hắc lục sắc, trên mặt ngoại trừ một ít thực vật cỏ rêu, thì đều là trơ trụi. Chính là ở đây, hắc hắc, thật khó cho đám người Oánh Tiên Tử có thể tìm tới đây. Lúc độn quang của mọi người dừng lại, thanh niên họ Trúc nhìn cự sơn, trong miệng nói ra tiếng ríu rít. Đây là mấy người vãn bối ngày trước truy đuổi một đầu dị thú, trong lúc vô ý xông vào đây. Này cũng coi như là vận số của đám người vãn bối không tồi đi. Nữ tử che mặt cười dài nói. Đúng vậy, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, nơi bí ẩn bậc này đúng là không phát hiện ra nổi. Có điều là cũng chính là như vậy, nên mới có thể lưu lại cho chúng ta một đám chân thiềm thú như thế. Nếu như ở bên ngoài có nghe nói, sợ rằng sớm đã bị người khác dẫn đường tới rồi. Sao còn có thể đợi được chúng ta tới xuất thủ? Ngân thanh niên nghe vậy, ha ha cười, trong mắt ẩn hiện vẻ hưng phấn. Các tu sĩ khác cũng đều mang dáng tươi cười gật đầu đồng ý. Hang của chân thiềm thú này, ngay ở chân núi đó, một phần trong động ngầm thiên nhiên. Chúng ta cứ theo kế hoạch lúc trước, trước tiên đem hắc huyết nghĩ dẫn dụ tới, rồi giết chết đi. Mọi người cẩn thận một chút, những con hắc huyết nghĩ này tuy rằng chỉ có thực lực của bát cấp yêu thú, thế nhưng trời sinh có thể phá các loại linh quang hộ thể cùng hộ thuẫn của tu sĩ chúng ta. Đồng thời máu đen trong cơ thể cực kỳ độc, lấy thực lực của chúng ta một khi bị cắn chúng, phải lập tức ăn vào giải độc đan, bằng không cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi, ta châm đàn hạ hương trước. Thanh niên họ Trúc chăm CHUH căn dặn một hai câu, mới đưa tay lộn chuyển. Trong tay đột nhiên nhiều thêm ra một cái lư hương to bằng lòng bàn tay, bên trong cắm một cây lục sắc đàn hương dài nửa thước. Đem lư hương ném lên không trung, nhất thời lơ lửng ở trên cao, từ từ chuyển động liên tục. Thanh niên lại giơ tay, một cây hương nến đẹp cỡ ngón tay nhẹ đi một chút, một đạo hồng quang xoẹt qua. Hương nến lục sắc bị đốt cháy một cái, một lũ khói xanh lượn lờ bay lên không trung. Hàn Lập chăm chú nhìn lư hương đó, nét mặt chợt lóe lên dị sắc. Đây là đàn hạc hương ư, thoạt nhìn không chút nào lọt vào mắt. Đồng thời hình dạng cũng không chút nào làm cho người ta hứng thú nổi. Lẽ nào thực sự hữu dụng với hắc huyết nghĩ? Hàn Lập trong lòng nói thầm hai câu. Lúc này không cần người nào phân phó, mọi người liền bay ra bốn phía. Sau đó ở bốn phương tám hướng đều thi triển ẩn nặc thuật. Hàn Lập cũng hóa thành một đạo thanh hồng thẳng đến trên cao, ở chỗ cao hơn trăm trượng mới dừng độn quang lại. Đang bấm quyết thi pháp thì bên cạnh chợt lóe lên một đạo bạch hồng. Một bóng người thon thả khác đã ở phụ cận hiện hình ra. Hàn Lập sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn lại. Hiện ra là một tiểu nữ tử xinh xắn dung mạo thanh tú, lại chính là vị Tiêu Tiên Tử kia. Nàng tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn gặp phải Hàn Lập, nhưng lập tức cười nhã nhặn nói, Hàn huynh, trong khả năng của thiếp có một cây bách chướng nghịch quang phiền, về mặt che ẩn trên đảo cũng hơi có chút thần hiệu, không bằng ta thi pháp, đem thân hình đạo hữu cùng nhau che đậy lên đi. Ha ha, đã như vậy, vậy thì phiền tiên tử rồi. Hàn Lập khách khí một câu, cũng không có phản đối. Chỉ là cái nhấc tay, Hàn huynh cần gì phải đa lễ. Trên mặt nữ tử họ Tiêu mang một tia mỉm cười, đưa tay lên. Một cây tuyết trắng tiểu phiên bay ra, sau khi xoay quanh một cái, liền bay tới chỗ đỉnh đầu hai người. Nàng lập tức điều khiển pháp quyết, tiểu phiên nhoáng lên một cái, bỗng nhiên phóng, xuất ra ánh sáng màu trắng sữa, quang mang chói mắt, trong nháy mắt đã đem thân hình hai người đều bao phủ ở trong đó. Sau một khắc, bạch quang tiêu tán giữa hư không, tại chỗ lại trống không, không thấy một chút thân hình của Hàn Lập cùng nữ tử họ Tiêu nữa. Hàn Lập đứng tại chỗ không di chuyển một chút nào, nhưng giơ tay nhìn bàn tay đã ẩn hình của mình một chút, lam mang trong mắt, lại cũng không cách nào thấy được cái gì.
Hắn lộ ra một tia kinh ngạc, mở miệng tán thưởng một câu. Bảo vật của đạo hữu thật đúng là thần diệu, tựa hồ còn lợi hại hơn nhiều so với bảo vật ẩn nấp bình thường. Hàn đạo hữu nói đùa rồi. Bác trận mê quang phiên tất nhiên là ẩn hình 10 phần lợi hại. Thế nhưng chỉ cần người có tâm người sử dụng thần niệm đảo qua, chính là không cách nào giấu giếm được, cũng chỉ có thể dùng để đối phó đám trùng thú thần niệm không mạnh này thôi. Nữ tử họ Tiêu nghe vậy, lại cười nhạt một cái. Hàn Lập sửng sốt, lập tức đem thần niệm hướng tới nữ tử ở bên kia đảo qua. Quả nhiên lập tức phát hiện thân hình đối phương, trong lòng buông lòng xuống, lại thầm cảm thấy có chút đáng tiếc. Bảo vật của đối phương ngay cả dùng minh thanh linh mục cũng không thể nhìn thấu. Nếu là ngay cả thần niệm cũng có thể che giấu mà nói, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lúc này những người khác cũng giấu thân hình, đồng thời thu liễm lại khí tức. Trong lúc nhất thời, nơi đây ngoại trừ cái lư hương không lớn phiêu phù ở giữa không trung kia, lại không còn cái gì khác. Đàn hạc hương này quả nhiên hữu hiệu, mọi người cũng không phải đợi bao lâu. Sau thời gian ăn xong bữa cơm, bỗng nhiên từ phía trong cự sơn truyền đến thanh âm ong ong, lập tức từ trong cái động khẩu ở chỗ không nhìn thấy nổi của sườn núi, đột nhiên bay ra một đám phi nghĩ lưng có hai cánh thật lớn đi ra. Những phi nghĩ này mỗi con dài khoảng một thước, răng nanh lộ ra ngoài, hơn nữa trên lưng có một đôi cánh lục sắc, thoạt nhìn giống như một con phi điểu, thật là cực kỳ kinh người. Hiển nhiên mục tiêu của những cự nghĩ này chính là lư hương, bay một cái từ sau cự sơn ra không chút nào dừng lại vù vù bay thẳng đến này, tốc độ lại không chậm chút nào, không lâu sau liền bay vào trong vòng vây của mọi người, động thủ. Bỗng nhiên không gian gần lư hương cùng chập chờn, ngân phát thanh niên cùng mỹ diễm nữ tử hầu như cùng lúc từ trong hư không hiện ra, trong miệng bỗng nhiên nói ra tiếng mệnh lệnh lạnh lùng. Nhất thời ở bốn phương tám hướng linh quang các màu chớp động, lập tức hơn 10 kiện bảo vật đồng thời được sử dụng, hóa thành từng mảnh quang hà, hùng hổ cuốn tới hướng đàn kiến, trong đó còn kèm theo hỏa cầu, hổ quang cùng một ít pháp thuật phạm vi lớn. Xem ra tất cả mọi người đều xuất ra hết thần thông, đều muốn dưới một kích giải quyết những con hắc huyết nghĩ này. Một hồi tiếng nổ oanh đùng đùng liên miên truyền đến, toàn bộ đàn kiến hoàn toàn bị mọi màu sắc bạo liệt bao phủ. Lập tức một cổ gió bão hàn nhiệt xoay truyền từ chỗ trung tâm bạo liệt bất chợt tản ra. Phong áp thật lớn, cho dù chúng tu thân ở ngoài trăm trượng cũng không khỏi biến sắc lùi ngay lại mấy bước. Sau khi quang mang cuồng phong đều tiêu tán, vị trí đám hắc huyết nghĩ đã giống tuếch từ lâu, bộ dáng ngay cả một chút cho tàn cũng không lưu lại. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1392, Huyền Qua Thú. Thấy tình hình ấy, thanh niên họ Trúc cùng mỹ diễm nữ tử đều lộ ra vẻ thỏa mãn, quần tu bốn phía cũng vô cùng vui sướng. Tuy rằng lấy tu vi của bọn họ, đối phó một đám hắc huyết nghĩ này vốn chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Thế nhưng thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên của chuyến này như vậy, tự nhiên là một cái điềm báo không tồi. Thanh niên họ Trúc giơ tay hướng lư hương vẫy một cái, lò trong bích lục đàn hương không có chút nào dấu hiệu nào phụt tắt, hóa thành một đoàn hoàng quang rơi xuống vào trong tay, lại vừa lộn chuyển, liền vô tung vô ảnh biến mất. Nhưng lập tức hào quang chợt lóe, trên tay hiện ra một bộ ngân sắc tiểu kỳ chói mắt. Mỗi một cây chỉ dài có vài tấc, trên mặt khắc ấn rất nhiều ký hiệu màu tím cùng một ít lôi điện hoa văn, đưa tới một loại cảm giác phi thường thần bí. Bây giờ uy hiếp của hắc huyết nghĩ đã không còn. Tiếp theo chúng ta phải đi vào xào huyệt của chân thiềm thú trong núi. Một bộ huyền thanh thiên lôi kỳ này, mấy đạo hữu mỗi người lấy một cây đi. Ánh mắt ngân phát thanh niên đảo qua hướng mấy người tu sĩ, chậm rãi nói. Lúc này, sau khi mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức phi thân tiến lên, mỗi người từ trong tay hắn lấy đi một cây tiểu kỳ, trong đó bất ngờ có lão già họ Liễu kia. Được rồi, ngoại trừ Triệu đạo hữu cùng Tuần đạo hữu lưu lại ở bên ngoài, cảnh giới một chút, mọi người còn lại theo phu phụ ta đi thôi. Sau khi thanh niên họ Trúc hướng một lão già cùng một người trung niên phân phó,
liền cùng mỹ diễm nữ tử hóa thành hai đạo kinh hồng bay thẳng đến cự sơn. Những người khác cũng không có chần chờ, đồng dạng điều khiển độn quang theo tới. Chỉ có lão giả cùng người trung niên bị nói tên liếc mắt nhìn nhau cười khổ một tiếng. Lúc này hai người bấm tay niệm thần chú, thân hình lần thứ hai ẩn nấp đi. Các tu sĩ khác đã theo hai người phu phụ thanh niên họ Trúc từ một cái động khẩu nhìn như thiên nhiên ở một nơi của cự sơn, tiến vào trong bụng núi của cự sơn. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, đám người Hàn Lập đều xuất hiện tại trong một cái thông đạo ngầm ẩm ướt âm u. Trong thông đạo nơi nơi đều là mỏm trung nhú treo ngược. Ở bốn vách tường, rêu xanh vô danh bám đầy, vô cùng trơn trượt, dài có một chút, cao chừng một tấc. Toàn bộ thông uốn lượn gồ ghề, liên tục hướng xuống dưới lòng đất kéo dài tiếp nữa. Cũng may thông đạo thiên nhiên hình thành này, rốt cuộc cũng đủ rộng lớn, làm cho mọi người cách vài thước có thể chậm rãi phi hành, không đến mức phải thực sự đi bộ đi tới. Hàn Lập liên tục đánh giá mọi nơi, thỉnh thoảng có một chút độc trùng phi thường lớn từ trong khe bay về phía hắn thì đều bị hồng ti hung ác ngoan độc từ ngón tay bắn ra, tiện tay xuyên thủng, trực tiếp biến thành cho tàn. Tại bên cạnh, rõ ràng là Tiêu tiên tử kia. Vẻ mặt của nàng cũng đồng dạng cẩn thận, cả người có một tầng bạch sắc quang cháo lập lòe. Bất luận cái dạng độc trùng gì nhào lên trên, lập tức như bị một khối băng trong suốt bao quanh, rơi xuống trên mặt đất. Không riêng gì Hàn Lập và nàng, các tu sĩ còn lại cũng thi triển các loại thủ đoạn nhỏ, cũng đánh chết bất cứ cái độc trùng gì dám tới gần trước người. Mặc dù không xem những con sâu này vào mắt, thế nhưng ai cũng không dám thật sự bị chúng nó cắn một cái vào trên người. Dù sao các thứ cổ quái ở thế giới man hoang nhiều không kể xiết, cho dù độc trùng bình, thường nhìn như không có cái gì đặc biệt, cũng có thể làm cho một gã cao giai tu sĩ lập tức độc phát bỏ mình. Loại chuyện này, trước đây cũng không phải là không có phát sinh qua. Chúng tu đi một đường xuống phía dưới rất nhanh, đồng thời người mở miệng nói chuyện trong đội ngũ càng ngày càng ít, cuối cùng cả đội ngũ đều trở nên im lặng đi. Ngoại trừ tiếng phốc phốc do không ngừng giết độc trùng tạo ra, thì không còn âm thanh nào khác. Trong thông đạo cũng không tính là quá u ám, bốn vách tường thỉnh thoảng có một chút tảng đá vô danh tản ra oánh quang nhàn nhạt. Tựa hồ cùng nguyệt quang thạch mà tu sĩ nhân tộc thường dùng có chút tương tự. Như thế, trái lại thuận tiện cho đám người Hàn Lập đi tới. Sau khi đi xuống phía dưới một hồi nữa, bỗng nhiên thần sắc Hàn Lập khẽ động, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hướng đội ngũ phía trước, tựa hồ phát hiện cái gì đó. Cùng lúc đó, ngân phát thanh niên đi tuốt đằng trước cũng nhướng mày, đột nhiên cùng mỹ diễm nữ tử dừng lại. Tiếp đó trong tai đám người Hàn Lập lập tức vang lên tiếng truyền âm của thanh niên họ Trúc. Mọi người cẩn thận một chút, ta cảm ứng được phía trước xuất hiện hai trùng thú, khí tức tiếp cận hóa thần kỳ, vừa vặn chặn đường đi của chúng ta. Gần đó còn có thể có trùng thú khác, ta không tiện phóng xuất thần niệm đi thăm dò xem nhiều hơn. Trước hết phải có người đi tới, xác nhận trùng thú ra làm sao, cẩn thận hơn một chút, đừng động thủ trước. Mọi người ngẩn ra, nhưng lập tức có một người đứng dậy, mở miệng nói, để cho tại hạ đi xem đi, thần thông khác tại hạ không có, nhưng trên độn thuật còn có vài phần tự tin. Không biết Trúc tiền bối có tin tại hạ được hay không? Ha ha, hóa ra là Du huynh, phong độn thuật của đạo hữu vạn phần thần diệu, Trúc mỗ chính là cầu còn không được. Ngân phát thanh niên vừa nhìn rõ người nọ, nhất thời vẻ mặt cười cười. Người này cũng là tên đấu lạp lão ông đặt câu hỏi khi xuất phát ở trên băng điện kia. Lão ông nghe vậy cười hắc hắc, nhất thời một cổ gió nhẹ thổi qua bên cạnh, không thấy chút bóng dáng nữa. Quả nhiên là phong độn thuật phi thường thần diệu. Những người khác lại đứng ở tại chỗ bình tĩnh chờ. Không ít người đối với trùng thú đột nhiên xuất hiện chặn đường phía trước, đều âm thầm cảm thấy nổi lên hứng thú. Chỉ là thời gian ăn xong bữa cơm, thân hình lão ông lại ở trong gió nhẹ hiện hình ra, vị trí chính là chỗ biến mất trước kia. Nếu không phải tất cả tu sĩ đều ngưng thần nhìn kỹ, thì hầu như đều cho rằng lão già căn bản chưa từng rời khỏi. Mà lão ông sau khi hiện ra, lúc này hướng phu phụ thanh niên họ Trúc, nói, Du mỗ đã kiểm tra qua, phía trước là hai huyền qua thú, sợ rằng phải có chút phiền phức. Huyền qua thú,
Vừa nghe lời này, tu sĩ trong thông đạo lại rối loạn một hồi. Không ít người trên mặt đều hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Cho dù là thanh niên họ Trúc cũng không kiềm được nhướng mày. Hàn Lập cũng vậy. Huyền qua thú cũng là một loại trùng thú. Con thú này cũng không phải quá đáng sợ. Nhưng bây giờ xuất hiện tại nơi đây lại rất là phiền phức. Bởi vì con thú này năng lực khác không có, nhưng lại trời sinh tinh thông hai loại độn thuật thủy, lôi, đồng thời còn nhát như chuột, chỉ hơi có một gió thổi cỏ lay sẽ trốn ngay lập tức. Càng bất đắc dĩ chính là trùng thú này còn có một tên gọi cổ minh thú. Khi phát hiện được địch nhân, thân thể phát ra âm thanh kỳ quái, sinh như loại trống lớn, thanh âm cực lớn, cơ hồ có thể xuyên qua ra xa mấy trăm dặm. Vì vậy một ít đại tông môn cùng đại thần thông giả của nhân yêu nhị tộc dứt khoát thuần hóa con thú này, chuyên đặt ở một ít nơi quan trọng, đảm đương vai trò canh gác. Nếu không thể làm được một kích giết ngay, khẳng định sẽ kinh động đến trùng thù trong cả tòa cự sơn. Đến lúc đó gặp phải chuyện gì, chỉ có trời biết. Này ngược lại thật có chút nan giải. Ta tuy là tu sĩ luyện hư, thế nhưng thần thông bản thông tu luyện lại không am hiểu ẩn nặc thuật. Huyền qua thú bất luận là xúc giác cùng thần niệm cũng không yếu. Phu nhân của tại hạ trái lại độn thuật không kém, có thể nắm chắc giải quyết một đầu trong đó. Một đầu khác còn phải cần một vị đạo hữu khác xuất thủ giải quyết mới được. Thanh niên họ Trúc suy nghĩ một hồi lâu mới hướng mọi người nói. Cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống trên người lão ông họ Du. Tại hạ khẳng định không được. Lấy phong độn thuật của lão phu tiếp cận chúng nó không có vấn đề gì. Nhưng huyền qua thú da dày thịt béo, thần thông của tại hạ tu luyện không thể làm được một kích chết ngay, sẽ làm hỏng đại sự. Lão ông liên tục xua tay. Ngân phát thanh niên thấy vậy, cười khổ một tiếng, lại nhìn về phía vài tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ còn lại. Mấy người cũng nhăn mày lại, hình dáng toàn bộ không nắm chắc được bao nhiêu phần. Chuyện quan hệ đến toàn bộ kế hoạch bực này, nếu không có 10 phần tin tưởng, ai dám tùy tiện nhận lời. Mà vừa tinh thông độn thuật cùng thần thông một kích phải giết, cũng đích xác có chút làm khó. Thanh niên họ Trúc thấy vậy, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Chuyện tình mưu tính mấy năm, lại sẽ chỉ vì một đầu trùng thú mà sắp thành lại bại. Chẳng lẽ không thể thi triển thổ độn thuật từ một bên lách qua sao? Một gã tu sĩ có chút không rõ hỏi. Có thể lách qua thì tại hạ còn đau đầu như vậy sao? Chẳng biết ở chỗ nào của núi này có một cái linh bính thạch mạch rất lớn. Một khi trốn vào trong núi đá, tất cả linh lực tồn tại trên thân đều sẽ bị cấm chế mạnh mẽ hút đi. Nhưng chỉ cần không thi triển thổ độn thuật thì cũng không có trở ngại gì. Linh từ thạch mạch. Không ít người nghe được lời ấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến lên. Sắc mặt của người đặt câu hỏi kia càng đặc biệt khó coi đi. Trong lúc nhất thời càng không có người nào dám tùy tiện mở miệng. Trúc tiền bối, nếu là tại hạ có thể giải quyết một đầu thú khác, đến lúc đó máu của chân thiềm thú có thể cho tại hạ một phần được hay không? Một thanh âm lười biếng bỗng nhiên từ trong đám tu sĩ truyền tới. Người nói chuyện bất ngờ lại là Hàn Lập đứng ở giữa đội ngũ. Nữ tử thanh tú ở bên cạnh không nói, lại có chút ngạc nhiên. Thế nào, Hàn đạo hữu có thể nắm chắc giải quyết con thú này? Nếu là thật có thể làm được như vậy, cho đạo hữu thêm một phần chân thiềm linh huyết cũng không phải không được. Nhưng nếu là thất bại, thanh niên họ Trúc vừa thấy là Hàn Lập cũng cảm thấy ngoài ý muốn, có chút chần chờ trả lời. Hiển nhiên hắn chính là không xem trọng một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ như Hàn Lập. Hắc hắc, tiền bối yên tâm. Nếu là tại hạ thất thủ, có tổn thất gì, tại hạ xin chịu trách nhiệm bồi thường. Hàn Lập cười nhạt một cái. Xem ra Hàn đạo hữu thực sự rất nắm chắc. Hảo, một đầu trùng thú khác liền giao cho đạo hữu. Thanh, niên họ Trúc trái lại cũng phi thường quyết đoán, chỉ là hơi trầm ngâm một hồi, lại thực sự gật đầu đáp ứng. Nhưng các tu sĩ khác lại khe khẽ nói nhỏ một hồi. Thần sắc khác nhau liên tục quan sát Hàn Lập, có chút người thậm chí không chút nào che giấu lộ ra vẻ hoài nghi. Có điều là để ngừa vạn nhất, du đạo hữu. Ngươi ẩn nặc đi tới, ở một bên phụ giúp Hàn đạo hữu đi. Thanh niên họ Trúc đang nói vừa chuyển, lại như vậy trùng na đấu lạp lão ông nói. Được, cái này có thể giao cho lão phu đi. Lúc này đây,
lão ông trái lại một ngụm đáp ứng luôn. Vì vậy tiếp đó, mỗi thanh niên họ Trúc khẽ nhúc nhích hướng nữ tử xinh đẹp truyền âm vài câu gì đó. Hai tay nàng bấm quyết, bỗng nhiên mặt bên ngoài thân hiện lên nhiều đóa hồng hà, rồi chợt lóe lên biến mất tại chỗ. Mà Hàn Lập lại móc ra một tấm phù triện màu tím, vỗ tới trên người. Nhất thời tại trong ký hiệu ngân sắc quay cuồng, cũng đồng dạng không còn tung tích. Trái lại lão ông vẫn là thi triển phong độn thuật, đón gió mà chạy. Theo sự dẫn đường của lão ông, Hàn Lập cùng mỹ diễm nữ tử phi hành về phía trước không lâu sau, đã đi tới mục tiêu. Trong thông đạo phía trước là một mảng rộng lớn. Hai con phì trùng cực lớn trắng trắng, đều đang tự nằm úp sấp ở trên một mặt thạch bích, gặm cắn lên một loại rêu xanh không rõ tên. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1393, Kinh Biến. Thân thể hai phì trùng này dài 2 trượng, da thịt trắng tinh đồng thời lằn liên tiếp, giống như một con nhộng lớn. Nhưng một con trong đó có một cái đầu không lớn, trên mặt chẳng những có đôi màu nhỏ lục hồng sắc mà còn đang gặm cắn rêu xanh. Một con có răng nanh dài, miệng thỉnh thoảng khép mở lại có thể cực kỳ to lớn. Hàn Lập đã thi triển hư hóa thuật, cho dù là tu sĩ luyện hư cũng đều không thể phát hiện, tự nhiên càng không lo lắng hai trùng thu cấp hóa thần phát hiện ra tung tích. Lúc này ngông nghênh trực tiếp bay tới bầu trời trên đầu trùng thú, ánh mắt mới hướng một cái phương hướng khác đảo qua. Tại dưới Minh Thanh Linh Mục, gần một con huyền qua thú khác, một đạo nhàn nhạt hồng ảnh bất thình lình đứng ở nơi đó, là nữ tử xinh đẹp thi triển độn thuật. Mà ở cách phía sau nàng mấy trượng, một đạo thanh quang phiêu hốt bất định, cũng mượn phong lực che phiếu thân hình là lão ông họ Du. Nhưng lúc này trên mặt hai người mang theo một ít kinh nghi nhìn xung quanh mọi nơi, căn bản không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của Hàn Lập. Hàn Lập cũng không thèm để ý, môi khẽ nhúc nhích một chút, không tiếng động truyền âm vài câu tới, chỉ ra chỗ của mình. Trên mặt hai người này tự nhiên là kinh ngạc vạn phần, nhưng lão ông biến thành thanh quang lại chợt lóe tới Hàn Lập bên này, cũng không dám tiếp cận trùng thú bên Hàn Lập trong vòng 10 trượng. Hiển nhiên tiếp cận gần quá, căn bản hắn cũng không nắm chắc không bị phát hiện. Trái lại nữ tu sĩ luyện hư xinh đẹp kia, sau khi thi lại vẻ kinh ngạc, người trực tiếp bay tới một chỗ khác cách trùng thú khoảng 5-6 trượng, mới không một tiếng động dừng lại thân hình. Trong lúc nhất thời, ba người đều không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, chỉ truyền đến thanh âm gặm rêu xanh sàn sạt của hai đầu huyền qua thú. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang, một bàn tay bỗng nhiên đang tối chợt sáng, hư không hướng tới trùng thú phía dưới bắt lấy một cái. Nhất thời, hào quang hôi sắc từ trong 5 ngón tay bắn nhanh ra. Một tòa hắc sắc tiểu sơn quỷ dị hiện lên tại trong hôi hà, thoáng một cái rơi xuống dưới. Trùng thú phía dưới cả kinh, thân thể khẽ động, lại có thể trong nháy mắt phình to thành một khối cầu thịt thật lớn. Đồng thời linh quang hai màu lam bạch chớp động lên bên ngoài thân thể. Nhưng cũng đã muộn, cự ly gần như vậy, hào quang hôi sắc chỉ là chợt lóe, đã quét tới trùng thú kia rồi. Linh quang hai màu chợt hiện trên thân huyền qua thú, giống như gặp phải khắc tinh bị chôn vùi trong nháy mắt. Trùng thú thấy tình thế không ổn, thân thể cổ tròn bỗng nhiên rung mạnh một cái. Một cổ ba động vô hình hiện ra ngoài thân thể, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán đi. Hàn Lập lại cười lạnh một tiếng, ngũ chỉ đen nhánh nhẹ nhàng hợp lại. Nhất thời phía dưới hôi quang đại phóng, sau vài tiếng là tả, 7-8 sóng hôi hà hướng lên thân thể con thú này cuồn tới. Ba động vô hình vừa tiếp xúc những hôi hà này, nhất thời tầng tầng suy yếu xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong nguyên tử thần quang. Thân hình huyền qua thú xoay lại, còn muốn thi triển cái thần thông gì đó thì một bóng đen chợt hiện ra trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng nổ vang lên, hắc sắc tiểu sơn hóa thành kích cỡ 7-8 trượng, hung hăng nện ở trên thân huyền qua thú. Thân thể to mập của con thú bị đè cho không thể nhúc nhích mảy may. Có điều là con thú này thật không hổ có tiếng da dày thịt béo, dưới cự lực như vậy nhưng không có bị đè thành thịt vụn. Thân thể còn không ngừng giãy giụa muốn vũng vẫy ra. Nhưng lúc này, tay áo bào Hàn Lập lại rung lên.
một đoàn ngân sắc hỏa diễm bắn ra, đánh tại dưới đáy của hắc sắc tiểu sơn. Sau một tiếng trầm muộn vang lên, trùng thú bị lửa cũng chưa hiểu rõ lập tức biến thành tro tàn trong hỏa diễm. Uy lực của phệ linh thiên hỏa tự nhiên không phải một đầu trùng thú như vậy có thể chống đỡ. Từ lúc Hà Lập xuất thủ đến giải quyết đầu huyền qua thú này, thời gian chỉ là một cái hít thở. Khi hắn làm xong tất cả những cái này, quay đầu liếc mắt nhìn ra phía sau một chút, chỉ thấy lão ông họ Du đang ở xa mấy trượng, mặt mang theo một tia hoảng sợ nhìn hắn. Hiển nhiên thần thông của Hàn Lập đơn giản giải quyết huyền qua thú như vậy đã đem vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ này chấn nhiếp. Hàn Lập mỉm cười, ánh mắt thoáng lướt qua hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy một đầu trùng thú khác đã bị chia ra biến thành hai mảnh. Nữ tử xinh đẹp kia đang lơ lửng ở trên thi thể trùng thú. Trước người còn trôi nổi một thanh hỏa hồng tiểu kiếm dài một thước, cũng đồng dạng có vẻ ngoài ý muốn nhìn sang. Du huynh, hai trùng thú này đã được giải quyết. Thông báo cho Trúc tiền bối bọn họ một tiếng đi. Hàn Lập nói. Sau khi hướng nữ tử xinh đẹp khom người, liền rất bình tĩnh nói với lão ông. Cái này là tất nhiên. Hàn huynh, thanh tiền bối chờ một chút. Lão ông họ Du không có lộ ra vẻ bất mãn bị sai khiến, trái lại vẻ mặt tươi cười đáp ứng nói. Lập tức tay áo bào rung lên, một tấm truyền âm phù bắn ra, chợt lóe lên tức thì biến mất ở trong hư không. Kết quả một lát sau, tất cả những người khác cũng đều chạy đến. Ngân phát thanh niên thấy được tình hình nơi đây, sau khi nghe lão ông nói đại khái quá trình một chút, tự nhiên lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này tán thưởng đám người Hàn Lập vài câu, cũng không dám ngừng lại mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Hàn Lập lần thứ hai đi tới chỗ cuối đội. Nhưng lúc này đây, ánh mắt các tu sĩ khác trông lại tự nhiên lại có chút bất đồng. Có thể một kích diệt sát huyền qua thú, dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ ở đây cũng không có nắm chắc. Mắt, Oánh tiên tử mặt mang cái khăn che mặt cùng tiêu nữ tu vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cũng không nhịn được nhìn nhiều hơn vài lần. Hàn Lập đối với những cái này như không nhìn thấy, chỉ là không nói một lời theo ở phía sau. Mà đi qua thông đạo ấy không bao lâu, sau một khúc quanh, phía trước truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Một cổ hơi nước càng thêm âm hàn động đặc đập vào mặt. Phía trước lại có thể xuất hiện một sông ngầm rộng chừng hơn 10 trượng. Nước sông xì xào chảy qua, lại còn có chút dồn dập. Mọi người nghe được rồi. Đi qua sông ngầm này, liền có thể thông thẳng đến thiếu huyệt của chân thiềm thú kia. Tình hình trong xào huyệt, ta đã nói qua với mọi người, cũng đủ rõ cho chúng ta động thủ. Thế nhưng ảnh trùng thú vô cùng phiền phức, toàn bộ phải dựa vào mấy đạo hữu. Thanh niên họ Trúc nhìn nước sông, xoay tay hướng đám người Hàn Lập nói, thần sắc trở nên nghiêm nghị lên. Xin Trúc tiền bối yên tâm. Có thiên đô huyền lôi trận, lại cộng thêm Hàn huynh cùng tiêu tiên tử tương trợ, cho dù ảnh trùng thú có tiếng quỷ dị, cũng tuyệt không cách nào chạy trốn. Một gã tu sĩ hoàng bào cao tuổi vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vài tên tu sĩ được phân huyền thanh thiên lôi kỳ khác cũng đều đồng dạng nói tán thành. Hàn Lập cùng nữ tu họ Tiêu sau khi liếc mắt nhìn nhau lại không nói gì thêm. Thế nhưng thanh niên họ Trúc thấy vậy cũng rất hài lòng. Sau khi gật đầu, liền vung tay lên, mang theo nữ tử xinh đẹp dẫn đầu bay vào trong nước sông. Đám người còn lại cũng theo sát ngay sau đó. Cùng lúc đó, ở ngoài cự sơn, lão già cùng người trung niên phụ trách cảnh giới giấu ở trên cao trong một đám mây trắng, đang ở trên không nói chuyện gì đó với nhau. Triệu lão, người nói Trúc tiền bối bọn họ có đúng phải đến thiếu huyệt chân thiềm thú hay không? Xách xách, hai con bích nhã chân thiềm trưởng thành, ngay cả nhiều người, linh huyết mỗi người cũng có thể được phân không ít. Linh huyết của ấu thú tuy rằng không có tốt như chân thiềm trưởng thành, nhưng là có bộ phận hiệu quả. Mới không uổng công chúng ta nhiều lần trải qua ngàn gian khổ chạy đến nơi đây. Chỉ tiếc là hai người chúng ta bị phân tới bên ngoài. Sợ rằng số lượng linh huyết được phân cũng là ít nhất. Tu sĩ trung niên mặc lam bào hướng lão già áo bào trắng ở một bên oán giận nói. Hắc hắc, tuần đạo hữu có chút không cam lòng. Cũng chỉ nhìn người tiến vào huyệt thu được chỗ tốt. Nói không chừng còn có người sẽ đi đời nhà mà đó. Tên lão giả kia trái lại cười to một tiếng, lơ đỉnh trả lời, ngã xuống. Không thể nào,
ta thấy đám người Trúc tiền bối chuẩn bị đã cực kỳ chu đáo, hẳn là ra tay là bắt được. Sẽ có nguy hiểm gì chứ? Tu sĩ trung niên nhướng mày một cái, hình dạng có chút không tin. Xem ra Tuần đạo hữu là lần đầu tiên thâm nhập giới man hoang. Đạo hữu hãy nhớ kỹ, ở trong giới man hoang căn bản không có khả năng sẽ có chuyện gì hoàn hảo an toàn. Như là cảnh giới so với chúng ta giống nhau ở chỗ này, cho dù đột nhiên từ trong sương mù chạy ra một nhóm lớn cổ hoặc là dị tộc cấp hóa thần luyện hư, đều có khả năng lớn. Lão giả thở dài một hơi, mới lo lắng nói. Ha ha, Triệu lão quá thổi phồng rồi. Ở đây bí ẩn như vậy, làm sao có thể gặp phải những chuyện này? Tu sĩ trung niên tu sĩ nghe vậy, lại cười ha ha lên. Lão giả lại lắc đầu, còn muốn nói lời thấm thiết cái gì đó thì, đối diện lại đột nhiên nổi lên dị biến lớn. Một đạo quang phiến sáng như tuyết không có diềm báo trước hiện lên tại chỗ cổ họng của tu sĩ trung niên, chợt lóe chui qua, đầu lâu nhất thời nhanh như chớp ngã nhào xuống, phun ra máu khô dài vài thước bất hảo. Lão giả ngược lại cũng phản ứng rất nhanh, hầu như cùng lúc dị biến xuất hiện, thân hình chợt bắn ra, đồng thời tay áo bào rung lên. Một cái thanh sắc tiểu thuẫn bắn nhanh ra, hóa thành một tầng quang cháo bảo vệ toàn thân, mặt khác lại hé miệng ra. Một đạo dây xích đỏ phun ra, xoay quanh bay lượn gần thân thể. Thế nhưng tất cả cái này đều là tốn công vô ích mà thôi. Không gian trên đỉnh đầu lão giả đồng thời chấn động. Một cái thanh hắc sắc cự chảo to khoảng một trượng từ trong hư không lóe ra, chảo như thiểm điện xuống phía dưới một cái, đã đem cả vòng bảo hộ, phi kiếm cùng lão giả đều ôm tới trong lòng bàn tay, cố sức sở. Nhất thời một tiếng hét thảm phát ra, lão giả hóa thành một đoàn huyết tương, mà ngay cả Nguyên Anh cũng không thể thoát được ra. Ngược lại thân thể không đầu của tu sĩ trung niên rung lên, một đoàn lục quang từ đó bắn ra. Bên trong bao vây lấy một cái Nguyên Anh cao hai tấc, hai tay ôm một cái bảo vật hình lệnh tiễn, vẻ mặt kinh hoàng muốn bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng Nguyên Anh vừa mới thuấn di một cái độn ra hơn 30 trượng, liền có một đạo hắc hà từ hư không bắn ra, chợt lóe đã đem Nguyên Anh quấn vào trong đó, lại nhoáng lên, rồi quỷ dị biến mất. Hai gã tu sĩ cao cấp hóa thần kỳ lại có thể bị một kích diệt giết như vậy. Sau một khắc, quang mang hắc thanh nhị sắc chợt lóe lên gần đó, đột nhiên từ không trung chợt hiện ra hai cái thân ảnh to lớn một nhỏ đi ra. Một cái thân cao 10 trượng, mặt xanh nanh vàng, trên đầu có hai sừng, phảng phất như ác quỷ. Người lại chỉ có cao 1 trượng, nhưng vóc người thướt tha thon dài, đúng là một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi. Nhưng tay cầm một cây lam sắc cử phù, nhìn lên có vẻ cực kỳ quỷ dị. Phá sau hai người lại đều có một đôi cánh thịt đỏ đậm. Mặt trên chớp động một ít phù cổ quái các màu, lấp lóe phát quang, phi thường diễm lệ. Không tồi, Nguyên Anh của tu sĩ cấp hóa thần nhân tộc, quả nhiên là đại bổ vật. Ngươi trực tiếp bóp vỡ người kia, cũng không tránh khỏi quá lãng phí một chút đi. Nữ tử mỹ mạo tay cầm búa, trôi nổi tại trên không trung, ánh mắt đảo qua thi thể không đầu. Một cái lưỡi thơm tho vươn lên môi đỏ sẫm, có chút không muốn nói. Ta gần đây vừa có đột phá, lực lượng không khống chế tốt lắm. Hơn nữa chỉ là một Nguyên Anh của tu sĩ hóa thần nhân tộc tính là cái gì? Chúng ta muốn tìm, cũng muốn đi tìm Nguyên Anh của tu sĩ luyện hư. Đó mới là đại bổ vật thực sự. Nếu là may mắn nuốt được Nguyên Anh của một gã tu sĩ cấp hợp thể, chúng ta trực tiếp tiến giai lên giả xoa vương cũng không phải không có khả năng. Trong miệng quái vật như ác quỷ kia phát ra thanh âm ông ông như sét đánh. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1394, Trảm Sơn Chi Uy. Tu sĩ hợp thể kỳ, không phải nói có thể diệt sát là có thể diệt sát được, ít nhất ngươi và ta liên thủ cũng không có khả năng là đối thủ của một gã tu sĩ hợp thể kỳ. Được rồi, ít nói chuyện phiếm đi, làm chính sự quan trọng hơn. Ta không nghĩ tới nhanh như vậy, đã đụng tới tu sĩ nhân tộc. Ở đây hẳn là cách Thiên Uyên Thành của nhân tộc ít nhất có nửa năm lộ trình mới đúng. Nữ tử tuổi còn trẻ lại cắt đứt tính toán ngông cuồng của đồng bạn, nhướng mày nói.
việc này có gì mà ngạc nhiên. Hơn phân nửa là tu sĩ nhân tộc đi ra ngoài tầm bảo. Nếu diệt sát hết, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành, cho dù còn có cá lọt lưới, giao cho người phía sau kết thúc là được. Chúng ta chỉ là phụ trách xử lý mục tiêu rõ ràng bây giờ. Hai cánh ác quỷ rung rung một cái, cười một tiếng ác độc nói. Nói thế cũng đúng, chúng ta đi thôi. Một hồi nữa đại quân cũng tới rồi. Mỹ mạo nữ tử cười khẽ gật đầu, thân hình lập tức nhoáng lên, liền chợt biến mất không thấy nữa. Mà ác quỷ kia lại bỗng nhiên mở to mồm cố sức hút một cái, lại có thể đem cỗ thân thể không đầu kia một chút liền hút vào trong miệng, nhai kỹ vài cái, liền nuốt ngon lành vào trong bụng. Sau đó cánh lớn phía sau quạt một cái, cũng chợt nấp vào trong hư không không thấy. Mà không bao lâu sau khi hai dị tộc này rời khỏi, từ phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng ong ong cổ quái. Lúc đầu chỉ là trầm thấp, theo đó thanh âm càng lúc càng lớn. Ở chỗ xa bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm đen, hai cái điểm đen, ba. Trong nháy mắt không thể đếm được số điểm đen. Chi chít hiện ra, giống như đàn trùng ùn ùn kéo đến. Những điểm đen này có ngàn vạn, nhưng mỗi cái đều có tốc độ rất nhanh, thời gian trong nháy mắt liền tiếp cận cự sơn. Lúc này, mặt thật của điểm đen tự nhiên có thể xem rõ ràng. Lại đều là một loại người có cánh giống cự quỷ nữ tử kia giống nhau. Hai phái đều lộ ra chân tay, ngoại trừ một ít vị trí quan trọng, mặc rất ít. Mà nữ tử mang cánh trong đó rõ ràng vui mừng hơn. Đồng thời lẫn lộn cùng nhau từ trên cự sơn gào thét mà qua. Những dị tộc mang cánh liên miên không dứt xuất hiện tại trên bầu trời. Từ giữa không trung liên tục bay qua. Đủ một canh giờ, điểm đen xuất hiện phía xa vẫn đang nối liền không dứt, giống như vô tận. Lại qua một hồi nữa, thanh âm phía xa biến đổi. Ngoại trừ tiếng ong ong lại truyền đến âm thanh như tiếng sấm. Lập tức tại chỗ xa xuất hiện một quái vật lớn phảng phất như một tòa núi cao. Con vật ấy cao chừng 2-3 nghìn trượng, toàn thân màu vàng nhạt, có hình nón dạng như tổ ong, tại không trung từ từ chuyển động liên tục. Mà ở phía trước cự vật đó, đột nhiên có 10 đầu phi xà mang cánh toàn thân điện quang lóng lánh, được dẫn từ từ đi tới. Tại bên cạnh tổ ong lại có một đội dị tộc mang cánh mặc chiến giáp cầm cự nhận trong tay, phi thường chỉnh tề đi theo cự vật bay về phía trước. Vật ấy nhìn như cực kỳ cồng kềnh, thế nhưng trên thực tế tốc độ rất nhanh, từ cự sơn bay qua thì làm nổi lên cơn lốc, thậm chí đem tất cả đều hơi nước phía dưới đều thổi lên cuồn cuộn, bị thổi tán đi không ít. Tổ ong cực lớn đó lại thoáng cái chọc giận bạch sắc điểu thú ẩn giấu sương mù phía dưới. Lúc này một đàn phi điểu từ trong sương mù bay lên không trung, há mồm hướng về phía không trung phun ra từng đạo thủy mục đen xì. Vừa thấy màn này, ngân giáp, dị tộc ngược lại cũng không khách khí. Tự nhiên huy động cự nhận trong tay chém tới một cái, giống như hổ vào giữa bầy dê, chỉ là mấy cái đối mặt đã đem những quái điểu này chém giết hơn non nửa. Phi điểu còn lại thấy tình thế không ổn, đều kêu lên một lần nữa trốn vào trong sương mù phía dưới. Ngân giáp dị tộc này không có đuổi theo giết, chỉ là đem đao thu lại một lần nữa trở về tới không trung, tiếp tục vây quanh cự vật mà đi qua. Loại tổ ong thật lớn này biến mất ở viễn phương xa. Từ chỗ xa vời lại hiện ra một cái khác có hình dạng sấp xỉ. Nhưng thể hình cái tổ ong thứ hai càng lớn hơn một chút. Đồng dạng được một đoàn dị tộc mang cánh nghiêm mật bảo hộ bên trong. Cứ như vậy, loại tổ ong thật lớn này cứ một cái tiếp một cái xuất hiện tại phương xa. Mỗi một cái đều cực kỳ lớn. Sau khi gần trăm tòa bay qua mới rốt cục không xuất hiện nữa. Rồi tới một đám cổ thú hình thù kỳ quái. Hoặc ba đầu hai cánh, hoặc đầu rồng đuôi quạ, hoặc là thể hình lớn tới trăm trượng, hoặc thể hình chỉ có vài thước, mà ở lưng hay gần những cổ thú này, đều có một vài dị tộc mang cánh điều khiển những cổ thú này, trùng trùng điệp điệp liên tục bay qua, bộ dáng chừng mấy vạn con. Những cổ thú này sau khi bay qua, phía xa lại xuất hiện một cái trường toa phát ra ánh sáng đen thui. Thân thể cả đám dài hơn 10 trượng, hai đầu có gai nhọn. Những trường toa này trái lại không tính là nhiều lắm, chỉ có khoảng hơn ngàn cái. Nhưng độn tốc cực nhanh, chỉ là chợt lóe, đã phóng đi xa rồi. Kể từ đó, chỉ chốc lát thời gian,
những hắc toa này biến mất vô tung vô ảnh ở phụ cận. Nơi xa trong lúc nhất thời có chút vắng vẻ, đi. Thế nhưng không bao lâu sau, linh quang chợt lóe ở phía xa, lại xuất hiện một đám điểm đen bay tới. Sau khi bay tiến tới một chút, thấy rõ mặt người, ai cũng không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đại bộ phận trong những người dị tộc mang cánh này cùng những người phía trước giờ oẳng nhau. Nam cũng là hình dạng đáng ghê sợ. Nữ xinh đẹp như hoa, nhưng cứ ở giữa mỗi một đàn. Còn hiện ra vài dị tộc to lớn cao hơn 10 trượng, thể hình vượt xa đồng loại. Trên người tất cả những dị tộc này đều hiện ra kim hoặc ngân cổ phù văn. Có một số còn ở trên người, thậm chí trên khuôn mặt cũng sinh ra cốt sừng sắc bén dài ngắn không đồng nhất, thoạt nhìn cực kỳ hung ác, tên nào cũng như ma quỷ đến trái đất. Tốc độ phi hành của đàn dị tộc này xa thua xa đồng tộc phía trước, đồng thời bay đến phụ cận. Một đám trong đó lập tức hướng phía dưới bay đi. Sau đó lập tức giải tán hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Không ít kẻ trực tiếp tiến vào trong hư không không thấy nữa. Mà hai gã dị tộc to lớn trong đó lại lơ lửng tại không trung không nhúc nhích, vẻ mặt đờ đẫn. Ở chỗ giữa hai cự vật, có một gã mang cánh ác quỷ thể hình bình thường, khoanh tay trôi nổi ở nơi đó. Người này không chỉ có một đôi cánh so với dị tộc bình thường lớn gấp đôi có thừa, đồng thời con ngươi là đạm kim sắc, da thịt đỏ đậm dị thường, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào người khác đang tìm tòi. Nhưng một lát sau, con ngươi kim sắc khẽ động, mắt sắc rơi xuống cự sơn phi thường đáng chú ý phía dưới. Không bao lâu sau, trên trăm dị tộc khác tất cả đều bay vụt quay về. Các dị tộc đều khoanh tay mà đứng trước mặt kẻ này. Mỗi người đều có vẻ phi thường phục tùng. Đội đi trước giết được hai gã tu sĩ hóa thần cấp nhân tộc là ở phụ cận không sai chứ. Dị tộc có con ngươi kim sắc, mặt không biểu tình hỏi một câu. Mộng Tường đại nhân, tin tức thu được, đích thật là nơi đây không sai. Nhưng trong phạm vi mấy trăm dặm ngoại trừ ngọn núi này ra, đều đã lục soát qua, không có phát hiện tung tích tộc những nhân tộc khác. Ngọn núi này tựa hồ chứa linh từ thạch mạch, chúng ta không cách nào trực tiếp dò xét được. Một dị tộc nữ tính tuổi còn trẻ kính cẩn trả lời. Linh từ thạch mạch, vậy còn không đơn giản, mở ra nhìn là được. Kim đồng dị tộc cười lạnh một tiếng, lập tức giơ trường, ánh sáng đỏ tươi hiện lên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn quang cầu đỏ tươi như máu, phình ra co lại không ngừng. Ngũ chỉ hợp lại, tên dị tộc này cầm quang cầu trong tay xoay một cái, lại hướng khoảng không nhoáng lên nhẹ nhàng một cái. Một đạo hồng sắc quang phiến từ trong tay bắn nhanh ra, đồng thời lập tức điên cuồng bành trướng, trở nên vô cùng to lớn. Non nửa bầu trời đều bị ánh thành một mảnh đỏ chói mắt. Dị tộc ấy đưa tay bỗng nhiên lộn xuống phía dưới một cái, lại nhẹ nhàng vung xuống phía dưới. Bỗng nhiên một phần của cự sơn có một đạo hồng tuyến chợt lóe, tất cả lập tức liền lại như bình thường. Mà đúng lúc này, hai dị tộc to lớn giống như tiểu sơn, khẽ động cánh tay, hung hăng hướng tới cự sơn hơi nghiêng liên tục đánh ra. Hai cổ cự lực vô hình hầu như xé rách không gian hướng tới, lấy thế như rời núi lấp biển lại hợp thành một cổ khí ào ào đánh lên đỉnh núi hơi nghiêng. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. TISNG nổ oanh long long truyền đến, cả tòa cự sơn đều phát ra một hồi thanh, âm gào thét, phía sườn ngọn núi giống như đậu hũ chậm rãi chảy xuống. Hàn Lập đang ở trong một gian hang động thật lớn, hồi sắc quang hà chớp động không ngớt khắp người, đem thân hình của hắn bảo hộ mưa gió không lọt, nhưng sắc mặt phi thường xấu xí, gắt gao nhìn thẳng chỗ chỉ có cách xa 7-8 trượng. Tại trong đó, một gã đại hán áo bào cho bị chia ra thành hai mảnh ngã trong vũng máu. Bên cạnh còn có một cây tiểu kỳ đang chớp động ngân sắc hồ quang. Hàn khí trong lòng Hàn Lập nổi lên. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, đột nhiên một đạo hồng quang chợt lóe ở chỗ này. Đại hán vừa vặn thân ở chỗ hồng tuyến đi qua. Kết quả cũng không kịp nói gì đã bị phân thây làm hai. Kể từ đó, pháp trận nguyên bản do trận kỳ cầm trong tay tạo thành nhất thời mất đi hiệu lực. Một đám bóng đen to bằng nắm tay, lập tức mượn cơ hội từ trong lôi quang tán loạn thừa cơ chạy trốn. Vài tên tu sĩ khác sửng sốt, lập tức hiện ra vẻ kinh sợ. Nữ họ Tiếu kia đang giơ tay cầm một thanh ngọc xích đỏ đậm,
cũng lộ ra vẻ mặt giật mình. Tại hang động bên kia cách bọn họ hơn 10 trượng, quang hà chớp động, tiếng nổ vang lên không ngừng. Thanh niên họ Trúc đang mang theo mấy tu sĩ còn lại, liên thủ bao vây tiễu trừ đám bích nhãn chân thiềm thú kia. Tâm niệm Hàn Lập nhanh quay ngược trở lại, đang muốn thôi động nguyên từ thần quang đem hơn 100 đạo quang mang xuyên vào, để ngừa bóng đen chạy thoát thật sự thì bỗng nhiên dưới chân nổi lên một trận lắc lư lớn. Theo đó nửa khối mặt đất trong hang động lại có thể từng chút sụp đổ tiếp nữa. Đồng thời sông ngầm trong hang động kia lại cuồn cuộn lên, sóng nước cao vài chục trượng một cái liền tuôn ra, hùng hổ nhắm tất cả lao đến. Cả tòa hang động đều bắt đầu vỡ vụn ra từng mảnh. Hàn Lập lúc này mới biết cái gì mới thực sự là đại sự. Trong lòng hoảng sợ, không lưỡng lự hai tay bấm quyết, hôi hả trên người một cái liền to lên mấy lần, thì sóng nước đã đem thân hình hắn bao phủ. Sau một thời gian uống một chén trà nhỏ, hơn 10 đạo độn quang từ trong xác cự sơn chỉ còn lại có một nửa ngọn núi chợt lóe ra. Sau khi quang mang thu lại, hơn 10 đạo nhân ảnh nhất thời xuất hiện ở tại chỗ thấp trong hư không. Trong đó thình lình có đám người thanh niên họ Trúc cùng mỹ diễm nữ tử. Thế nhưng khi ánh nắng đảo qua mọi nơi, thì mặt cả đám đều trắng bệch không còn chút máu. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, chi chít chừng 100 tên dị tộc lưng có hai cánh, đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Hầu như mỗi một khí tức, tựa hồ có vẻ cũng không dưới hóa thần cấp, luyện hư cấp thì có 6-7 tên. Người chính là không ít, nhưng chỉ có hai gã tu sĩ nhân tộc luyện hư cấp, ta lười động thủ, giao cho các ngươi xử lý đó. Có thể bắt sống thì bắt sống đi, nói không chừng còn có thể hỏi ra chút vật gì đó. Tên dị tộc có chi nhánh ngươi kim sắc kia, liếc mắt liền nhìn thấu tu vi của đám người thanh niên họ Trúc, nhàn nhạt nói một câu. Lập tức hai cánh rung lên, nó biến mất tại chỗ không thấy nữa. Sau một khắc lại xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Ngay khi chợt hiện ra rồi lại biến mất, từ đó biến mất vô tung vô ảnh ở phía xa. Vì dị tộc một kích chém mở cự sơn vạn trượng, lại có thể thực sự buông tay mặc kệ chuyện tình nơi đây. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1395, Dạ Xoa Vương. Dạ Xoa tộc, nhân loại chúng ta cùng các ngươi cũng không có ở trong lúc giao chiến. Chư vị tự dưng quấy rầy chúng ta tầm bảo, lại vây quanh chúng ta. Vậy là ý gì? Thanh niên họ Trúc sắc mặt có chút tái mét. Nhưng sau khi thấy tên Dạ Xoa cầm đầu không thể nhìn thấu tu vi kia bay đi, trong lòng lại dâng lên một tia may mắn hỏi. Động thủ. Một nữ tử Dạ Xoa có khí tức cường đại nhất trong hơn 100 tên Dạ Xoa tộc nhân còn lại nghe vậy, hướng đám người thanh niên họ Trúc cười xinh đẹp, nhưng trong cái miệng nhỏ lại phun ra mệnh lệnh giết chóc phi thường băng lãnh, ngay cả chút ý giải thích cũng đều không có. Nhất thời binh khí trong tay nam nữ Dạ Xoa ở bốn phía rung lên, theo các loại búa rìu cự nhận đều thả ra từng đạo đao mang to lớn dị thường, từ bốn phương tám hướng điên cuồng chém thẳng đến mười mấy người ở giữa. Loại tình hình này giống như tu sĩ nhân tộc lúc trước hợp lực công kích đàn hắc huyết nghĩ, chẳng qua bên bị vây công thay đổi thành phía nhân tộc. Tuy rằng nhân số thật lực kém quá xa, nhưng Ngân Phát thanh niên tự nhiên cũng không phải đám hắc huyết nghĩ không chịu nổi một kích kia. Lúc này hơn 10 người nhân tộc dưới sự kinh hoàng cũng đều thả ra bảo vật cực mạnh của mình, hóa thành từng đám quang hà có màu sắc khác nhau liều mạng ngăn cản lại. Trong đó có mấy người tự mình có thần thông ẩn nặc độn thuật, thân hình lại trực tiếp nhoáng lên một cái như thiểm điện hòa vào trong hư không, muốn chạy trốn. Thanh niên họ Trúc dưới sự kinh sợ thân hình lại nhoáng lên một cái, tới bên cạnh nữ tử xinh đẹp. Hai người vươn một bàn tay nắm chặt, nhất thời bên ngoài thân lam hồng nhị sắc quang hà chớp động liên tục, lập, tức lại há mồm ra, phun ra một mặt tiểu phiên. Hai cây tiểu phiên khác giấu không biết bao nhiêu tầng cổ văn, vừa ra khỏi miệng, liền lập tức nổi lên vạn đạo hào quang. Lập tức hai người hợp lại, hóa thành một tầng hào quang cháo lam hồng sắc rất lớn, đem bọn họ bảo hộ ở trong đó. Đúng lúc này, đao mang ở trên hư không vẽ ra từng đạo bạch ngân điên cuồng chém tới. Oanh long long một tiếng nổ lớn vang lên, đao mang hoàn toàn nổ tung ra. Tu sĩ nhân tộc tạo thành quang hà chính là miễn cưỡng ngăn cản một chút, sau đó bị đao mang xuyên thủng chạm phá,
bị bao phủ hoàn toàn. Tiếng kêu thảm thiết lập tức theo vụ nổ liên tiếp truyền ra. Nhưng vài đạo đao mang thật lớn lại không có gia nhập trong công kích, mà là bỗng nhiên hướng một phía chém ở tại hư không cách chỗ trung tâm rất xa. Từng đạo bạch ngân quỷ dị xẹt qua, huyết quang mãnh liệt xuất hiện trong hư không. Một số thi thể bị phân thành hai, trực tiếp rơi xuống. Này vốn là tu sĩ ẩn nấp thân hình, căn bản không thể chạy đào được sự chú ý của giả xoa tộc, dễ dàng bị một chém mà chết. Lúc này hào quang ở giữa dần dần nhạt xuống, hiện ra tình hình trong đó. Chỉ thấy nguyên bản hơn 10 người tu sĩ nhân tộc, giờ phút này chỉ có lẻ loi 5-6 người đứng ở nơi đó. Hai người trong đó chính là vợ chồng thanh niên họ Trúc. Bọn họ chính là dựa vào bảo vật hộ thân thực sự cường đại, cứng rắn tiếp qua được một kích chúng dạ xoa liên thủ. Về phần những người khác, tự nhiên đều bị oanh kích thành cát bụi. Mà bất luận là cư phiên của vỡ chồng ngân phát thanh niên, hay là vài kiện bảo vật trôi nổi trước mặt những người khác, giờ phút này đều là hào quang ảm đạm, thậm chí bên ngoài hiện ra từng đạo vết dạng thật nhỏ. Hiển nhiên cũng đều bị hủy hoại, không thể lại tiếp tục chịu được đòn tiếp theo. Nhưng những tu sĩ còn lại này sau khi thấy qua một kích đáng sợ như vừa rồi của chúng dạ xoa, căn bản cũng sẽ không ở tại chỗ khoanh tay chịu chết. Lúc này thanh niên họ Trúc cùng mỹ diễm nữ tử đột nhiên điểm tới hai cây cự phiên trước người. Nhị phiên quay tròn xoay chuyển, lại phóng ra hào quang mạnh mẽ, nhưng lập tức rung mạnh một cái, hai tiếng nổ long long vang lên, chúng nó cùng lúc nổ tung ra. Nhất thời hai cơn lốc một đỏ một lam từ hư không hiện ra, trong nháy mắt phóng lên cao. Thân hình thanh niên họ Trúc cùng mỹ diễm nữ tử nhoáng lên một cái, lại hóa thành hai đạo hào quang tiến vào bên trong hai đạo cơn lốc, sau đó sử dụng thần thông thúc giục một cái. Hai cỗ cơn lốc hợp làm một hóa thành đại quái vật cao mấy trăm trượng, phát ra tiếng vang như tiếng sấm, hùng hổ lao thẳng đến trên trời cao đấu đá lung tung mà đi. Nam nữ dạ xoa ở phía trước, cho dù bản tính dị thường hung hãn, vừa thấy thế kinh người của cơn lốc, cũng không kìm được một hồi xôn xao. Vài tên tu sĩ nhân tộc còn lại vừa mừng vừa sợ, cũng nhân cơ hội này hóa thành từng đạo kinh hồng, theo sát sau cơn lốc đó. Hiển nhiên này mấy người rất rõ ràng, nếu không lợi dụng một đường sinh cơ cuối cùng này, tuyệt không có đường sống nào khác. Nơi mà cơn lốc lam hồng sắc đi qua, không gian gần đó đều nổi lên từng hồi mơ hồ, vặn vẹo, có thể thấy được uy lực đáng sợ của nó. Khi mắt thấy cơn lốc này thật sự chui vào trong đàn dạ xoa, bỗng nhiên hai cái bóng đen cực lớn thoáng cái hiện lên ở phía trên cơn lốc, vài tên tu sĩ còn chưa kịp phát hiện thì tiếng nổ rầm rầm vang lên truyền ra bốn phía, bốn cổ cự lực vô hình cùng lúc đánh lên cơn lốc. Nhất thời cơn lốc nhất hảo bị cứng rắn ngăn cản ở tại chỗ. Hóa ra đúng là tên dạ xoa vẫn huyền phù ở phía sau các dạ xoa khác khoảng 5-60 trượng cao. Sau một cái chớp động, liền quỷ dị xuất hiện ở hai bên cơn lốc, bốn cái nắm tay to bằng tòa nhà cùng đánh ra một kích, lại có thể chỉ bằng cự lực, liền ngăn cơn lốc này lại được. Trong cơn lốc, thanh niên họ Trúc cùng mỹ diễm nữ tử tự nhiên là chấn động, không chút do dự. Hai người lập tức vận pháp lực toàn thân lưu động, cơn lốc lam hồng sắc chấn động ầm ĩ, lại về mạnh mẽ phóng về phía trước. Nhưng là ở không trung hai tên giống như yểu sơn kia, bỗng nhiên hồng quang chợt lóe, bốn cánh tay nhoáng lên một cái, thế nhưng mơ hồ một mảnh đi lên. Vô số quyền ảnh cực lớn chi chít hiện lên ở hai bên cơn lốc, ngay sau đó, tất cả đều ùn ùn kéo đến điên cuồng đánh tới cơn lốc. Tu sĩ khác gần đó thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, nhất thời biến đổi độn quang. Vội vàng muốn chạy trốn thoát khỏi, nhưng vào lúc này, tiếng xé gió nổi lên bốn phía. Vô số đao mang cực lớn đào thét chém tới. Hơn trăm tộc nhân dạ xoa ở bốn phía lại phát động công kích lần thứ hai. Lần này, chẳng những trên mặt các tu sĩ còn lại trong độn quang lộ vẻ tuyệt vọng, ngay cả sắc mặt thanh niên họ Trúc cùng mỹ diễm nữ tử cũng trắng bệch ra. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp trời. Ở chỗ sâu dưới nền đất, quanh thân Hàn Lập không ngừng lóe ra hôi sắc quang mang, đang lấy tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Cổ quái chính là một mảnh ngân sắc quang hà không ngừng hiện lên ở bốn phía thân thể, không ngừng cùng hôi quang hộ thân mà sát đan vào, sau đó một tầng tầng lóe ra.
Hàn Lập lại lộ ra sắc mặt phi thường ngưng trọng. Tuy rằng vừa rồi hắn không có theo đại bộ phận người hướng ra mặt đất, nhưng là theo tiếng vang cực lớn trên mặt đất truyền đến vừa rồi, cho dù hắn đang ở dưới độ sâu như thế cũng có thể cảm nhận được một tia chấn động, có thể thấy được vụ nổ lần này đáng sợ như thế nào. Chẳng lẽ các tu sĩ lao ra khác, thật sự tất cả đều bị diệt? Hàn Lập run sợ thầm nghĩ, lại nói tiếp, vừa rồi lúc cả tòa động quật ngầm sụp đổ, sóng lớn thổi quét đến, những người khác bởi vì nguyên nhân linh tử thạch mạch không dám thi triển thần thông ngầm trốn tránh, chỉ có thể theo chỗ hồng bắn nhanh lao ra ngoài mặt đất mà đi. Nhưng hắn thân có nguyên tử thần quang, nguyên bản liền có thể khắc chế từ lực cấm chế của thiên hạ ngũ hành, lại có thể mạo hiểm tiến vào độn ngầm như vậy. Hơn nữa trong nháy mắt gặp chuyện không may, thần niệm cường đại lập tức cảm nhận được từ không trung xuất hiện dị tộc cường đại, không dám dừng lại chút nào, không chút lưỡng lự lập tức dùng nguyên tử thần quang lẻn vào dưới đất trốn. Bất quá ở trốn vào dưới đất ngầm một hồi, đầu bích mục chân thiềm kia lại vết thương dầu dĩ từ ở chỗ sâu ở trong động quật vọt ra, vừa lúc bị Hàn Lập đón đầu gặp được. Có loại chuyện tốt này tới cửa, hắn tự nhiên tuyệt không sẽ buông tay. Lúc này không tiếc pháp lực xuất ra hết thần thông, đối mặt một cái đá đem này đó chân thiêm diệt sát. Sau khi đem thi thể thu lại, lập tức trốn vào tới động ngầm. Về phần linh dược thiên tâm hoa trong miệng thanh niên họ Trúc, hắn là không có thời gian đi tìm, kiếm. Linh tử thạch mạch còn lợi hại ngoài dự liệu của Hàn Lập, nhưng là nguyên tử thần quang của hắn cũng không phải là nhỏ. Lại mượn dùng nguyên tử thần sơn lực sau thật sự cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ lên. Triệt tiêu hấp lực lớn truyền đến từ dưới chỗ sâu trong nền đất. Dị tộc này tuy rằng cường đại, nhưng là ở trong phạm vi linh tử thạch mạch tác dụng, có nghĩ đến cũng không dám tùy tiện vào ngầm truy tung hắn. Trong lòng cân nhắc như thế, Hàn Lập trong lòng hơi thả lòng một chút. Đáng tiếc cũng bởi vì nguyên nhân linh tử thạch mạch, thần niệm không thể dò xét động tĩnh xung quanh. Nếu không hắn sẽ càng thêm yên tâm. Ngay lúc tâm niệm của Hàn Lập không ngừng chuyển động nháy mắt, hắn đã xuyên qua ở dưới đất xa ước chừng mấy ngàn dặm, ngân sắc quang hà ở bốn phía bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Sau khi ngân hà cuối cùng ở bên ngoài thân biến mất, thần sắc Hàn Lập vừa động, cảm thấy không sai biệt lắm hẳn là an toàn. Lúc này thần niệm hướng phía trên mặt đất đảo qua. Mặt trên là một cái sơn cốc xa lạ, ba mặt có núi vây quanh, chỉ có một lối ra. Nơi nơi thông xanh úc, không có gì dị thường, cũng không có cảm ứng được khí tức của cổ thú cùng dị tộc cường đại. Hàn Lập lại lặp lại điều tra vài lần, mới rốt cục yên tâm, hóa thành một đạo thanh hồng hướng trên mặt đất vọt lên. Trước mắt sáng ngời, hào quang chợt tắt. Người đã đứng ở giữa không trung cách mặt đất hơn 10 trượng. Nhưng khi Hàn Lập đảo qua mọi nơi, ánh mắt dừng lại ở một nơi gần đó, cả người hàn khí đại mạo, hoàn toàn giải ra. Chỉ thấy ngay tại một cây đại thụ cách hắn hơn 100 trượng, rõ ràng có hai gã ác quỷ thân hình cao lớn đang đối mặt nhau đứng ở nơi đó. Hai cánh sau lưng hai gã giả xoa này dị thường to lớn, thân cao vài chục trượng, giờ phút này đều quay đầu nhìn lại đây, trong ánh mắt có vẻ rất ngoài ý muốn. Nhưng làm cho Hàn Lập hoảng sợ như thế tự nhiên không phải bởi vì nhìn thấy hai gã giả xoa, mà là hắn chính là không có cách nào cảm ứng được khí tức trên người hai gã giả xoa này. Khi thần niệm đảo qua đi tới, giống như trên đỉnh đại thụ căn bản rỗng tuếch bình thường. Việc này đại biểu cho cái gì, Hàn Lập tự nhiên hiểu rõ ràng. Hai gã giả xoa này lại đều là tu vi vượt xa hắn, nói không chừng chính là giả xoa vương trong tộc giả xoa. Kể từ đó, hắn sao lại có thể không phát lạnh toàn thân, ngay cả hô hấp đều ngưng lại. Ngay khi Hàn Lập âm thầm kêu khổ, hai gã giả xoa chưa kịp làm ra hành động khác, từ chỗ cách mấy trăm trượng ở một phương hướng khác, hào quang chợt lóe, một đạo ngũ sắc độn quang khác theo đất ngầm bắn nhanh ra. Không ngờ có một gã tu sĩ xuất hiện ở tại nơi này. Hàn Lập ngẩn ngơ nhìn lại, vừa thấy rõ ràng người này, trên mặt không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên. Người này có dáng người thướt tha nhỏ xinh, dưới chân thải có một ngọc thuyền ngũ sắc, rõ ràng là nữ tu họ Tiêu kia. Nàng này thấy Hàn Lập trên mặt vui vẻ, khi muốn mở miệng chào hỏi.
ánh mắt lại đảo qua thấy được hai gã dạ xoa cấp cao không nhúc nhích, sắc mặt có chút phát lạnh. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1396, Cốt Nô. Có chút cổ quái, khí tức hai người này giống như là hai người bản vương trước đó không lâu phát hiện trong đám tu sĩ nhân tộc kia. Mấy tên thủ hạ này thật đúng là vô dụng, ngay cả như chút chuyện như thế cũng không thể làm tốt. Trên mặt một gã dạ xoa chợt lóe dị sắc mở miệng. Dạ xoa này đúng là vị thủ lĩnh dạ xoa lúc trước một kích chạm khai cử sơn tên là Mộng Tường. Chẳng biết thế nào lại xuất hiện ở đây. Bất Tử Vương. Dưới lòng đất gần đây có một mảnh linh tử thạch mạch. Hai người này có bản lĩnh không bị ảnh hưởng từ trong lòng đất. Này trái lại chính là không cách nào trách tội đám thủ hạ kia của ngươi. Một tên dạ xoa khác lại cười hắc hắc nói. Liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân chủ yếu Hàn Lập cùng nữ tử họ Tiêu chạy ra được. Hừ, này cũng không phải lý do làm cho hai người này chạy thoát. Trở lại bản vương sẽ hào hào xử phạt bọn họ. Hai người ngươi có thể trốn đến nơi đây, cũng coi như có chút bản lĩnh. Có điều là cũng chỉ đến đó thôi. Vị dạ xoa vương vị thứ nhất hừ lạnh một tiếng, một tay giơ lên, nhất thời một mảnh ánh sáng huyết hồng hiện lên. Có vẻ dự định lập tức xuất thủ diệt sát hai người trước mắt. Hàn Lập cùng nữ tử họ Tiêu sắc mặt đại biến. Sau lưng một người vang lên tiếng sấm rền, bỗng nhiên hiện ra một hư ảnh của ngũ sắc phượng ảnh cùng một đầu thanh sắc đại điểu lôi điện. Sau khi hai kích chợt lóe, liền hóa thành một đôi cánh trong suốt hiện lên ở phía sau. Người còn lại, ngũ sắc tiểu thuyền dưới chân lại gầm nhẹ một tiếng, một cái liền cuồn cuộn hóa thành một con quái dao dài hơn 10 trượng. Một cái đầu có 5 loại màu sắc không đồng nhất dương nanh múa vuốt, hung ác dị thường. Bất Tử Vương, chậm đã, hai tên nhân tộc này tựa hồ không phải tu sĩ nhân tộc bình thường. Vừa hiển hiện phía sau người nọ giống như là thực ảnh của Thiên Phượng cùng Chuế Man, dưới chân tên còn lại giống như là biến dị của chân long tộc, một lũ tinh phách của ngũ sắc cầu dao. Có chút ý tứ à. Một tên giả xoa khác vừa thấy Hàn Lập cùng nữ tử họ Tiêu thúc dục thần thông, hai mắt lại sáng ngời, bỗng nhiên mở miệng nói với đồng bạn. Chuyển Luân Vương, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Lẽ nào muốn cho bản vương thả bọn họ đi? Còn nữa, tại hạ không thích người khác gọi thẳng tôn hào, các hạ gọi tên của tại hạ đi. Tên giả xoa thứ nhất nhíu mày, tuy rằng theo lời huyết quang trong tay tán đi, thế nhưng lại xoay tay một. Trên mặt hiện lên vẻ bất mãn. Ha ha, làm sao bản vương sơ sẩy như thế chứ? Mộng Tường đại nhân, vừa rồi ngươi và ta đều không phải còn đang vì chuyện này tranh chấp không xong sao? Không bằng liền lợi dụng hai người này làm cái đánh cuộc được không? Dạ xoa được xưng hô là Chuyển Luân Vương cười ha ha. Lại có thể thật sự biến đổi xưng hô với đồng bạn, hô thẳng tên lên. Đánh đố, đổ cái gì? Dạ xoa tên là Mộng Tường thần sắc khẽ động, tựa hồ nghi hoặc với dụng ý của đối phương. Rất đơn giản, hai người ta liền lấy việc vừa tranh chấp làm tiền đặt cược, phân biệt xuất thủ giết hai người này, ai đắc thủ trước thì thắng được tiền đặt cược, thế nào? Chuyển Luân Vương há miệng nói, lộ ra vẻ dữ tợn. À, chỉ là hai gã tu sĩ hóa thần, chúng ta vừa ra tay bọn họ đã đi đời nhà ma rồi. Làm sao phân được thằng bại? Bất Tử Vương rất lạnh lùng nói. Hai người này cũng không là tu sĩ hóa thần bình thường, huống hồ hai người chúng ta không thể tự mình xuất thủ, không bằng đều tự phái ra một cái xương nô của mình động thủ đi. Kể từ đó, nghĩ đến hai tên nhân tộc này cũng có thể ứng phó một chút, cũng đủ ngươi và ta phân ra thắng bại. Chuyển Luân Vương lại định liệu trước nói. Xương nô, hảo, liền như ngươi nói đi. Lẽ nào ta còn sẽ sợ thua ngươi sao? Bất Tử Vương sắc mặt âm tình bất định một hồi lâu, tựa hồ cảm thấy quy ước này không có vấn đề gì, cuối cùng ngưng trọng đáp ứng. Ha ha, tốt, hai người các ngươi cũng nghe được chúng ta nói như vậy rồi. Không được nói hai người chúng ta lấy lớn khi dễ nhỏ, cho các ngươi một cơ hội để sống. Cho các ngươi đi trước ngoài ngàn dặm, hai người chúng ta mới xuất động xương nô đuổi giết các ngươi. Nhưng phải chú ý một điểm, hai người các ngươi đừng nghĩ cách xa nhau mà đi,
khoảng cách giữa hai người các ngươi chỉ cần vượt lên hơn 100 dặm, thì đừng trách hai người chúng ta tự mình xuất thủ. Chuyển Luân Vương cười to lắc đầu, sau đó vừa xoay tay hướng hai người Hàn Lập điềm nhiên nói. 1000 dặm, Hàn Lập giơ tay xoa lông cánh trong suốt ở phía sau, thần sắc chấn định xuống tới. Không sai, đương nhiên nếu là qua một nén nhang, các ngươi chưa độn xuất ngoài 1000 dặm, ta cũng sẽ phái ra Sương Nô. Đừng hy vọng cái may mắn gì, Chuyển Luân Vương nhàn nhạt nói, nhưng nội dung lời nói lãnh khốc dị thường. Khóe mắt Hàn Lập co quắp một cái, xoay đầu liếc mắt nhìn nữ tử họ Tiêu gần đó, nàng hướng hai tên quỷ cười, huyết sắc trên mặt trái lại cũng khôi phục được một chút. Nhưng phối hợp với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, có vẻ càng phát ra sự yếu đuối mỏng manh. Hảo, Tiếu đạo hữu, chúng ta đi. Hàn Lập đang trầm mặc bỗng nhiên hai cánh phía sau khẽ động, liền chợt hóa thành một đạo hư ảnh biến mất tại chỗ không thấy nữa. Mà sau một khắc, người lại quỷ dị lướt qua cự ly gần 100 trượng, trực tiếp từ trong hư không. Không một tiếng động lóe ra, xuất hiện ở tại chỗ bên cạnh nữ tử họ Tiêu, lại có thể cũng rơi vào trên thân thể ngũ sắc cự giao kia. Chiêu thức thần thông thuấn di xuất thần nhập hóa của Hàn Lập, hai dạ xoa sau khi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc. Nhưng lập tức liền tỏ ra dường như không có gì. Nữ tử họ Tiêu đầu tiên là cả kinh, nhưng sắc mặt lập tức lại lộ ra một tia vui mừng. Nếu hai người bị chỉ rõ phải cùng nhau đào sinh, tự nhiên thần thông của Hàn Lập càng lớn, đường sống của bọn họ cũng liền càng nhiều thêm một phần. Lúc này nàng cũng không cùng Hàn Lập mở miệng, chân ngọc dẫm lên 5 cái đầu dưới chân một cái. Cự giao 5 đầu lắc lư, lập tức hóa thành hào quang ngũ sắc đem thân hình hai người bao bọc lấy, thẳng đến phía xa bắn nhanh đi, tốc độ cũng là kinh người. Sau mấy cái chớp động, đã biến mất vô tung vô ảnh ở phía chân trời. Mà hai dạ xoa vương thực sự đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích một chút, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bỏ chạy, tựa hồ đối với Sương Nô có 10 phần lòng tin. Lấy độn tốc hào quang ngũ sắc của nữ tử họ Tiêu điều khiển, lộ trình hơn 1000 dặm, căn bản không cần nhất thời nửa khắc, liền có thể trong nháy mắt đi ra. Nhưng nếu hai gã dạ xoa vương cho thời gian một nén nhang, nàng tại sau khi vừa mới bay ra hơn 100 dặm, tự nhiên lập tức cho độn tốc chậm lại, sau đó giơ tay tới eo vỗ một cái, mặt trên dắt một cái ngọc bài tuyết trắng bắn ra, hóa thành một tầng bạch huỳnh quang cháo đem hai người bảo hộ ở tại bên trong. Mảnh nhật quang bội này chỉ dùng chí dương chi lực cô đọng mà thành, ngay cả là dạ xoa vương hợp thể đại thành cũng không có khả năng chỉ bằng vào thần niệm liền không một tiếng động xâm phạm vào bên trong. Tiếp theo chúng ta có thể yên tâm nói chuyện với nhau rồi. Nữ tử họ Tiêu rất nhanh giải thích nói, nhưng trên khuôn mặt ẩn hiện u sầu. Có gì mà nói chuyện với nhau? Lần này chúng ta sợ rằng thực sự cửu tử nhất sinh. Khóe miệng Hàn Lập co quắp một chút, lộ ra vẻ cười khổ. Đạo hữu cảm thấy thực lực lớn của hai gã giả xoa vương kia đại khái thế nào? Nữ tử họ Tiêu lại chớp động ánh mắt vài cái, mặt lộ vẻ một tia do dự hỏi. Thế nào? Ít nhật cứng cùng tu sĩ hợp thể kỳ nhân tộc chúng ta tương đương. Tuy rằng ta không cách nào tra xét thực lực cụ thể của chúng nó, nhưng ta cũng từng gặp qua ngân giai mộc linh của một tộc. Thế nhưng làm cho ta cảm thấy còn kém xa hai gã dạ xoa cường đại trước mắt này. Hai gã dạ xoa này sợ rằng tại trong dạ xoa vương cũng không phải tồn tại bình thường. Hàn Lập tỉ mỉ đắn đo trả lời. Ý tứ của đạo hữu là nói chúng nó có thể là đại dạ xoa vương. Nữ tử họ Tiêu cả kinh kêu thất thanh lên. Ngay cả không phải, chỉ sợ cũng là gần với tồn tại đó. Hàn Lập không có 10 phần khẳng định trả lời. Nhưng ngay cả là như thế, sắc mặt của nữ tử họ Tiêu cũng khó nhìn. Tiếu đạo hữu cũng không biết Sương Nô trong miệng đối phương là cái tồn tại gì. Đối phương có vẻ giống như 10 phần tin tưởng. Hàn Lập đột nhiên hỏi như vậy. Cái này tiểu muội ngược lại từ sư môn trưởng bối nghe nói qua một ít. Nghe nói vương cấp tồn tại trong tộc giả xoa đều sẽ nuôi dưỡng một loại bán quỷ bán yêu gì đó. Bình thường giả, xoa vương dùng máu huyết của mình nuôi dưỡng, vì vậy sẽ theo thực lực của giả xoa vương tăng cao mà cũng tăng cường. Mà căn cứ chủng loại khác nhau khoảng chừng sẽ có 1/10 đến 1/3 thần thông của bản thân giả xoa vương. Quả thực là phi thường lợi hại.
Cho nên nếu hai gã dạ xoa này thực sự là đại dạ xoa vương, dù cho một đòn của cái loại xương nô này, chúng ta căn bản cũng không thể địch lại. Nữ tử họ Tiêu cắn răng. Hàn Lập nghe xong, thần sắc cũng âm tình bất định. Chuyện cho tới bây giờ, hai người ta tốt nhất đem đại khái thần thông cùng thực lực của mình cho nhau biết một chút đi. Điều này cũng tiện cho chúng ta liên thủ đối phó với địch. Nữ tử họ Tiêu thấp giọng nói. Thế nào, Tiếu tiên tử thật sự dự định liều mạng với những xương nô này? Hàn Lập nhướng mày, hỏi ngược lại một câu. Không đẩy lùi chúng nó, làm sao tính mạng chúng ta thoát được? Nữ tử họ Tiêu nghe vậy ngẩn ra, đạo hữu sẽ không đem hai giả xoa vương kia bỏ đi chứ? Nếu là xương nô giết chúng ta thì hoàn hảo. Nếu là bị chúng ta đánh bại, ngươi nghĩ bọn họ thật sự không tự mình ra tay? Bọn họ giống như từ đầu đến cuối cũng không có đồng ý với chúng ta. Chỉ cần đánh bại xương nô thì tha cho tính mệnh của chúng ta. Hàn Lập hít sâu một hơi, lo lắng dị thường nói. Nữ tử họ Tiêu vừa nghe lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hiển nhiên nàng cũng không phải là không ngờ tới việc này, mà chỉ là vô ý thức không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi. Vậy đạo hữu có thể có thương sách gì? Đôi mắt nữ tử họ Tiêu sáng ngời nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, ngưng trọng hỏi ngược lại một câu. Không có, bây giờ chỉ có thể đi một, tính một, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thế nhưng nếu là xương nô thật sự đang sợ như lời ngươi nói vậy, chúng ta ngay cả một cửa trước mắt cũng đều không thể ứng phó. Cho dù không giao thủ, chỉ là cướp đường mà chạy, nhưng lại làm sao có thể tránh được sự chú ý của hai gã dạ xoa vương kia? Trừ phi tu vi chúng ta đột nhiên tăng vọt vô số lần, cũng tiến giai lên hợp thể kỳ, như vậy mới có một tia khả năng. Hoặc là có thể lập tức phát hiện một tòa truyền tống trận ở gần đây, truyền tống một cái đến ngoài mấy vạn dặm, lúc này mới có thể bỏ trốn mất dạng. Hàn Lập hé miệng nhếch môi, trầm giọng trả lời. Nghe được Hàn Lập nói như vậy, trên mặt nữ tử họ Tiêu chợt lóe lên một tia cổ quái, nhưng không có nói cái gì. Có điều là, liên hệ thần thông theo như lời Tiêu đạo hữu nói, hào hào liên thủ đối phó với địch, ngược lại cũng là biện pháp không có sai, ít nhất có thể bảo trụ mạng nhỏ một hồi nữa. Hàn Lập thở dài một hơi, lại thì thào nói. Nữ tử họ Tiêu nghe vậy, cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ, lập tức mở miệng bắt đầu giới thiệu công pháp cùng thần thông bảo vật của mình. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, hai người Hàn Lập mặc dù đè thấp độn tốc, nhưng vẫn độn ra ngoài ngàn dặm. Đúng lúc này, ở phía xa xa, truyền đến hai tiếng kêu thê lương giống như sói tru, thanh âm vô cùng sắc nhọn, thẳng tới hướng 9 tầng trời. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1397, Bố Trí Mai Phục. Trong ngũ sắc hà quang, nữ tử họ Tiếu đang cùng Hàn Lập thương lượng cái gì đó, vừa nghe thanh âm quỷ dị này chu lên, lúc này sắc mặt căng thẳng, bỗng nhiên hai tay bấm tay niệm thần chú, nhất thời ngũ sắc hào quang bao vây họ quang mang đại phóng, chợt lóe một cái liền mang theo nàng cùng Hàn Lập biến mất tại chỗ. Độn tốc loáng cái cao lên gấp 2-3 lần. Hàn Lập lại lặng lặng đứng ở tại chỗ, hai mắt híp lại cảm ứng cái gì đó, mặc cho nàng mang theo phi độn về phía trước. Mặc dù nữ tử Tiếu độn tốc để thăng cao lên như vậy, sau khi độn ra gần mấy trăm dặm, tiếng chu lên phía sau liền nghe thấy rõ ràng hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Hàn Lập truyền ra lời nói nhàn nhạt. Hai cái thứ đó cách chúng ta không quá 300 dặm, độn tốc cực nhanh hơn xa bây giờ. Theo tốc độ bây giờ không cách nào kéo dài bao lâu. Nơi giao thủ chính là cách hai gã giả xoa vương càng xa càng tốt. Ta tới trợ giúp ngươi một tay đi. Hàn Lập nói rồi đầu vai run lên. Hai lông cánh trong phía sau đột nhiên chợt lóe lên. Bỗng nhiên từ phía trên bay ra một đạo hư ảnh thanh sắc đại bàng, loáng cái tiến vào trong ngũ sắc quang hà bốn phía. Cả đoàn độn quang đột nhiên rung mạnh một cái, độn tốc lại lập tức cao hơn gấp bội, hoàn toàn hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, chợt lóe lên đi tới. Đa tạ Hàn huynh tương trợ. Nữ tử họ Tiêu thấy vậy, đại hỉ cảm ơn một tiếng. Loại thi pháp này cực kỳ tiêu hao pháp lực, ta cũng không thể duy trì được lâu, đồng thời cũng không có thể thật sự chạy đi quá xa,
Bằng không hai tên giả xoa vương sợ rằng sẽ ra tay can thiệp. Hàn Lập lại lắc đầu nói, cái này là tự nhiên. Hàn huynh nên lưu lại pháp lực để đối phó với địch cho tốt. Nữ tử họ Tiêu cũng gật đầu. Hàn Lập nghe vậy cười khổ một tiếng, cũng không nói cái gì nữa. Nói, thật, ngay cả Sương Nô lợi hại đi nữa, hắn liều mạng cho thần niệm tổn hao nhiều một chút, một hơi phóng ra mấy trăm phệ kim trùng, bức lui hoặc tiêu diệt mọt đầu trong đó hẳn là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là có hai Sương Nô, đồng thời còn có hai vị dạ xoa vương từ xa luôn luôn nhìn kỹ nơi đây, hắn sao lại dám làm liều lĩnh như vậy. Sau khi có Hàn Lập xuất thủ tương trợ, hai Sương Nô kia cho dù độn tốc rất nhanh, nhất thời cũng không cách nào lại gần được bao nhiêu. Trong nháy mắt, một trước một sau lại đuổi theo ra xa mấy nghìn dặm nữa. Hàn Lập cảm thấy không sai biệt lắm thì đem hư ảnh thanh sắc đại bằng thu lại, cùng nữ tử họ Tiêu ngừng độn quang lại. Một lát sau, hai người lặng lặng trôi nổi trên không trung, mắt cũng không chớp ngóng nhìn bầu trời phía xa. Phía xa xa bỗng nhiên hỏa quang ngút trời, tại trong một tiếng giống lên, hai luồng đại huyết dài mấy trượng chợt lóe lên hiện ra, như vũ báo phi thẳng đến hai người. Hàn Lập vừa thấy cảnh này, không nói một lời hai tay vặn một cái, lại giơ lên. Sau hai tiếng sấm sét giữa trời quang, hai đạo kim sắc điện to bằng miệng bát bắn đi ra ngoài, chợt lóe đánh tới hai luồng huyết vân. Hai người huyết vân giống như vô hình, dương lên thân thể, cực kỳ linh hoạt. Một cái di chuyển nhẹ liền lướt qua hồ quang vẫn vọt thẳng đến Hàn Lập. Một chút dừng lại cũng không có. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay nhanh chóng bắt quyết. Hai đạo kim hồ đột nhiên nhoáng lên, lại giống như linh xà ngoặt một cái mà bắn ra quay về. Bất ngờ đánh lên huyết vân làm vang lên hai tiếng phốc phốc. Một màn làm cho trong lòng Hàn Lập trầm xuống xuất hiện. Kim sắc hồ quang thô to như vậy đánh lên huyết vân, lại như một đi không trở lại một chút cũng không đánh vào bên trong, một chút phản ứng cũng không có. Hàn Lập sắc mặt đại biến, sau khi hai đóa huyết vân liền khẽ động, liền vọt đến chỗ trước người hai người hơn 10 trượng. Thậm chí ngay cả cổ mùi tanh nồng đậm tỏa ra trong huyết vân, cũng có thể ngửi thấy. Kỳ quái chính là Hàn Lập không có bất luận cái cử động gì mà đứng ở tại chỗ. Trái lại nữ tử họ Tiêu đứng ở một bên. Bỗng nhiên trong hai mắt Hàn mang chợt lóe, trong lòng thúc giục pháp quyết. Hào quang trước mặt nàng cùng Hàn Lập nổi lên, hai tay lớn của cự dao từ trong đó chợt lóe ra, thoáng tìm tòi. Một ngụm liền đem hai đóa huyết xé chúng làm hai đi. Phần còn thừa của huyết vân đã văng tán loạn khắp nơi rồi biến mất. Nhìn thấy màn này, nữ tử họ Tiêu đại hỉ, vừa định ngừng tay hướng Hàn Lập nói cái gì đó. Con ngươi của Hàn Lập chợt co rụt lại. Bỗng nhiên Lam Mang chớp động lạnh lùng nói, cẩn thận, hai thứ này có tốc độ rất nhanh. Nghìn vạn lần đừng bị thân pháp của chúng mê hoặc. Cái gì? Nữ tử họ Tiêu nghe vậy ngẩn ngơ, vội vàng nhìn theo ánh mắt Hàn Lập. Lúc này mới phát hiện tại chỗ trên cao cách bọn họ xa hơn 10 trượng. Chẳng biết từ bao giờ nhiều thêm hai huyết hồng quái vật tựa như sói lại tựa như vượn. Vừa tại trong nháy mắt huyết vân bị hủy, hai quái vật này dựa vào tốc độ đáng sợ, lại có thể chợt lóe từ trong huyết vân độn đi ra ngoài. Bởi vì độn thuật quá nhanh, đồng thời vô thanh vô tức, nữ tử họ Tiêu không thể lập tức nhìn xuyên qua. Nhưng Hàn Lập ở một bên vận dụng minh thanh linh mục liếc mắt liền nhìn thấu hai quái vật lặng yên đứng thẳng tại hai chỗ cực cao, tay vượn thân sói cánh rơi, thân đỏ, tươi ướt át, răng nanh dài trong miệng thỉnh thoảng có một con rắn phun ra nuốt vào không ngừng. Trong mắt đôi hồng sắc yêu lại chớp động ánh mắt tàn nhẫn giả hoạt, vừa nhìn đã thấy là cái loại quái vật này linh trí cực cao. Đây là cái mà được gọi là Sương Nô. Nữ tử họ Tiêu tuy rằng đã sớm nghe người ta nói qua, nhưng lúc này khi thấy vật thật, vẫn còn là có chút sởn gai ốc. Tích tà thần lôi của ta lại có thể vô hiệu đối với chúng nó. Xem ra chúng nó cũng không phải tà vật gì đó tế luyện thành hình ra. Một ít công pháp chí dương trừ tà, phòng chừng đối với chúng nó cũng không có nhiều tác dụng, chỉ có thể mặt đối mặt liều mạng. Hàn Lập nhàn nhạt nói, bỗng nhiên giơ tay hướng sau đầu sờ một cái. Hồi sắc hào quang đại phóng, sau một cái cuốn đi tất cả, chợt hóa thành một tầng hôi sắc quang mạc bảo vệ trước toàn thân.
đồng thời một tòa hắc sắc tiểu sơn quay tròn tại trong hào quang như ẩn như hiện, quả thực là phi thường thần diệu. Sắc mặt nữ tử họ Tiêu nghiêm nghị, trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời tại hư không trước người lần thứ hai kịch liệt rung động lên. Ba khối giao thủ cùng toàn bộ thân thể của ngũ thủ cầu giao cũng liền trước sau xuất hiện, thân hình so với lần trước còn lớn hơn mấy lần. Giống như tinh hồn tồn tại, năm khỏa đầu nhắm ngay hai xương nô trên cao lắc lư khác nhau, cúi đầu phát ra tiếng hô, làm ra dáng uy hiếp. Đúng lúc này, một đầu trong hai xương nô lại vượt lên động thủ trước, cánh rơi đỏ tươi phía sau nó chỉ là một phiến. Toàn bộ thân hình liền nhoáng lên hóa thành một đạo huyết ti bắn nhanh ra, lại chợt lóe biến mất giữa hư không. Huyết quang đại phóng, thân hình xương nô liền hiện lên ở trên, đỉnh đầu hai người Hàn Lập, không chút nào chần chờ nhào xuống một cái. Năm khối giao thủ to lớn của ngũ thủ cầu giao, không chút khách khí đón đầu nuốt tới. Thân hình xương nô nhoáng lên, thân thể giống như dịch thể một chút liền biến mất không thấy. Năm khối giao thủ đồng loạt cắn vào chỗ hư không. Nó chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra thì các nơi trên thân thể liền quỷ dị hiện ra chi chít huyết ti mảnh nhỏ, chợt lóe lên tức thì rồi biến mất không thấy nữa. Theo đó, năm khối đầu kể cả thân thể khổng lồ của cầu giao liền không chút báo trước biến thành vô số mảnh vụn, đều tan vỡ biến mất. Một tia tinh hồn của ngũ sắc cầu giao lại có thể bị xương nô một kích đánh vỡ. Trong hư không, huyết quang chợt lóe, ở chỗ trống rỗng lại có vô số huyết ti hiện ra, tiến thẳng đến nữ tử họ Tiêu chụp xuống. Hàn Lập phát ra một tiếng hừ lạnh, hôi sắc hào quang trước người mở rộng, trong nháy mắt đem nữ tử bảo hộ ở trong, hắc sắc tiểu sơn chợt lóe. Thuấn di hiện lên ở trên đỉnh đầu nữ tử. Huyết ti oáng ánh chợt lóe lên mạnh mẽ, tại trong tiếng xé gió vù vù, trực tiếp cắt tới trên hôi hà. Cũng không chịu chút ảnh hưởng nào đem tất cả mở ra, lập tức tơ máu đều kết rắn chắc chém tới hắc sắc tiểu sơn. Hầu như trong cùng lúc đó, chỗ thân Hà Lập không gian nổi lên ba động. Một đạo huyết ảnh nhàn nhạt hiện lên. Hai lợi chảo xuất ra dò xét, cũng không một tiếng động chảo tới một cái, cả chút tiếng gió thổi cũng không có. Tại trong huyết ảnh, một đôi mắt phi thường giả dối chớp động. Đúng là một đầu xương nô khác chẳng biết từ bao giờ đã lặn xuống gần Hàn Lập, thừa dịp hắn bị một đầu xương nô khác hấp dẫn thì bỗng nhiên phát động đánh lén. Lấy Hàn Lập như vậy thần thức cường đại, trước đó cũng chút nào không có phát hiện, đương lợi chảo bắt được liễu hộ thể của hôi sắc hào quang thì hắn lại làm cái gì lánh cũng đã xong. Này một đôi lợi chảo nhẹ nhàng nhoáng lên, chảo mũi nhọn vừa hiện, nhất thời đem quầng trăng mờ một hoa mà khai, thiểm điện bàn của thằng bắt Hàn Lập phía sau. Lúc này Hàn Lập rốt cục phát hiện ra tình hình ở phía sau, đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người hiện ra một cái trường bào kim ngân nhị sắc. Tiếng sấm rền nổi lên, chi chít kim ngân hồ quang hiện lên trên trường bào. Một cái liền phóng tới hai lợi chảo, một tiếng nổ lớn oanh long long vang lên. Tại trong hồ quang kim ngân nhị sắc bắn ra, cánh tay đỏ tươi liền toát ra một cổ khói xanh. Thế nhưng hai móng vuốt liền giống như lưỡi dao thần binh sắc bén, chỉ là năm ngón khẽ động đã đem lôi pháo xuyên thủng qua, muốn thực sự đánh lên trên lưng của Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lưng vốn trống rỗng của Hàn Lập hiện ra bốn cánh tay kim sắc mơ hồ, hướng tới một kích phong vân biến sắc của hai móng vuốt. Chẳng hiểu vì sao, lại có thể quỷ dị phát sau mà đến trước, cứng rắn ngăn cản một đôi lợi chảo, lại phát ra tiếng như kim loại va chạm. Trên lợi chảo chợt lóe tia máu, bốn cánh tay kim sắc lập tức vỡ vụn ra từng mảnh. Thế nhưng có chút ngừng lại này, thân thể Hàn Lập xoay một cái, hóa thành một đạo bạch ti bắn nhanh ra. Ở chỗ xa hơn 20 trượng linh quang chợt lóe, một lần nữa hắn hiện hình ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu xương nô đánh lén mình kia, sắc mặt âm trầm dị thường. Đầu xương nô kia đánh một kích không thành công, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Con ngươi quay tròn xoay chuyển đứng tại chỗ. Bên trên kia, sau khi nữ tử họ Tiêu nhờ vào nguyên tử thần sơn của Hàn Lập đỡ được huyết ti chi chít kia, cũng đồng dạng thuấn di một cái đến xa ngoài 10 trượng. Huyết ti này hướng vào giữa tụ lại, một lần nữa trở về hình thái tay vượn thân sói, trong mắt cũng chợt hiện hung quang nhìn về phía nữ tử họ Tiêu. Hiển nhiên hai xương nô đã phân được mục tiêu rồi, phân biệt nhìn thẳng Hàn Lập cùng nàng.
theo kế hoạch động thủ đi. Hàn Lập bỗng nhiên hướng nữ tử nói. Hào. Nữ tử họ Tiêu không chút nào chần chờ gật đầu một cái. Giơ tay lộn chuyển, bỗng nhiên trong tay có thêm một kiện pháp bàn. Tay kia lại lóe lên bạch quang, hướng pháp bàn hung hăng vỗ một cái. Phốc phốc một tiếng nổ lớn vang lên. Bỗng nhiên lấy hai sương nô làm trung tâm, tở xa ngoài trăm trượng bỗng nhiên hiện ra 36 cây tiểu phiên màu sắc khác nhau. Những tiểu phiên này lúc vừa mới từ trong hư không hiện ra, chỉ dài có cỡ hơn tấc. Thế nhưng tại dưới sự pháp quyết thúc dục của nữ tử họ Tiêu, nhất thời không ngừng điên cuồng phình ra, trong nháy mắt liền hóa thành to hơn 10 trượng. Trên mặt mỗi một cây đều có ký hiệu quay cuồng, linh khí bức người. Mà hầu như trong cùng lúc đó, hai tay Hàn Lập cũng bấm quyết. Tại trong vòng phiên kỳ bỗng nhiên hiện ra vô số đạo kim trong suốt lấp lóe, như ẩn như hiện, hướng tới hai sương nô ở giữa không khách khí quay lại. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1398, Quang Trận. Hàn Lập cùng nàng sớm đã bày trận kỳ, lúc này thúc giục lên, chẳng biết kỳ trận có tác dụng gì. Thế nhưng chỉ bằng vào uy lực của đại canh kiếm trận liền lập tức đem hai xương nô vây ở. Trong đó, một đầu xương nô trong ngó thấy vậy, ngẩn ra, nhưng lập tức hung quang trong mắt chợt lóe, tứ chi khẽ động, hóa thành một đạo huyết ảnh nhàn nhạt chợt lóe lên, bộ dạng muốn mạnh mẽ lao ra kiếm trận. Hiển nhiên lấy sự giảo hoạt của xương nô, tự nhiên biết tiếp tục dừng lại ở đây, cũng không phải cái chuyện tốt gì. Đại canh kiếm trận thần diệu ra sao chứ? Cho dù là thân pháp của xương nô nhanh, thế nhưng ở một góc nào đó của kiếm trận, mấy trăm đạo kim ti đột nhiên hiện ra, đồng thời ào ào cuốn về phía trước. Vài tiếng phốc phốc vang lên, vô số huyết khối từ trong hư không nổ tung bắn ra, lập tức nhoáng lên, lần thứ hai lại hợp thành thân hình của xương nô. Nhưng không chờ quái vật kia lại lao ra kiếm trận, bốn phía kim quang chợt lóe, lại hiện ra chi chít kim ti, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng lên trên người nó hợp lại. Kim mang chợt lóe, đã đem xương nô này cắt thành vô số mảnh nhỏ lần thứ hai. Bang bang vang lên tiếng nổ lớn, tất cả mảnh nhỏ tự động nổ tung, lại lấy hình thái huyết vụ muốn chạy thẳng ra ngoài kiếm trận. Nó đối với kiếm ti không ngừng cắt tới ở bốn phía lại không chút nào để ý tới. Hàn Lập ở bên ngoài thấy vậy, trong mắt lam mang chợt lóe. Thanh trúc phong vân kiếm của hắn cũng không phải chỉ có chút thần thông ấy. Lúc này trong lòng thúc dục kiếm quyết, phát động thần thông trên phi kiếm phụ cận. Chỉ thấy kiếm ti vốn ánh vàng rực rỡ, rung lên biến thành vẻ trong suốt tuyết trắng. Hàn khí nhẹ nhẹ từ trong những kiếm ti này liên tục tuôn ra. Kể từ đó, ngay cả huyết vụ kia là thân thể vô hình. Thế nhưng bị tất cả chi chít những kiếm ti thuộc tính cực hàn đi qua này, trong nháy mắt bên ngoài thân, cũng hiện ra một tầng băng tầng. Cuối cùng một tiếng thử lạp giòn vang, huyết vụ hoàn toàn hóa thành một khối băng trong suốt, không cách nào nhúc nhích được mảy may. Tiếng sấm rền oanh long long nổi lên, ở giữa kiếm ti đồng thời bắn ra vô số hồ quang mảnh nhỏ, nhất thời bao phủ trong kim sắc điện quang. Toàn bộ khối băng hoàn toàn biến thành bột phấn trong suốt, NHGE nhàng tản ra các nơi. Môi Hàn Lập vểnh lên một cái, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng tiếp theo, dáng tươi cười ấy trong nháy mắt ngưng động lại. Chỉ thấy bột phấn trong suốt này đột nhiên nổi lên một tầng huyết quang, hóa thành những giọt chất lỏng đỏ tươi như máu, không chờ kiếm ti bốn phía cắt tới lần thứ hai. Tất cả đều bắn nhanh quay về phía sau. Tiếp theo, chỗ trung tâm kiếm trận huyết quang chợt lóe, lại hội tụ lại thành đầu xương nô kia. Mà xương nô lúc này, tuy rằng huyết quang trên người thoáng phai nhạt một phần, hình dạng cũng không quá rõ ràng. Tuy rằng đại canh kiếm trận vừa bức bách quái vật này, nhưng tựa hồ vẫn chưa tạo thành tổn thương thực sự cho nó. Trong lòng Hàn Lập càng nổi lên sự kiêng dè hơn. Lúc này hắn cũng không nói gì, pháp lực trên người lưu động không ngớt, đem kiếm trận thúc dục tới 10 thành uy lực. Nhất thời trong kiếm trận kim ti hiện lên một tầng rồi lại một tầng, càng ngày càng nhiều, bộ dáng chừng mấy nghìn đạo, tất cả đều như ẩn như hiện hướng phía trung tâm cuồn cuộn vây tới.
tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không chỉ một chút. Hình dạng chỉ chốc lát thời gian là có thể hoàn toàn hợp lại. Nhân cơ hội này, ánh mắt Hàn Lập thoáng nhìn, chỉ thấy nữ tử họ Tiêu ngoài kiếm trận, không biết giơ hai tay lên từ lúc nào. Nhưng một tay nâng pháp bản trong tay, trong miệng liên tục niệm, động chú ngữ, chẳng biết muốn thi triển cái đại thần thông gì, lại có thể phí thời gian dài để thôi động kỳ trận như vậy. 36 cột trận kỳ lại quay cuồng trong vô số ngân sắc ký hiệu, liên tục run nhẹ nhẹ. Mà tất cả những ký hiệu này lại có thể đều là ngân khoa văn. Hàn Lập giật mình, nhưng vào lúc này, một đầu xương nô khác trong kiếm trận lại xuất thủ. Xương nô này cùng đầu thứ nhất kia hoàn toàn bất đồng, tứ chi căn bản tại trong trung tâm kiếm trận không di động gì. Thế nhưng hai cánh phía sau quạt một cái, các nơi trên thân thể phun ra hơn 10 cây xúc tu huyết hồng, mỗi một cây đều dài hơn trượng, cực kỳ mảnh nhỏ. Chưa chờ Hàn Lập nhìn ra cái môn đạo gì thì những huyết ti này liền run lên, đồng thời vũ động lên một đoàn tiên ảnh mơ hồ như bạo vũ cuồng phong, đem mình gắn vào trong đó. Từ xa nhìn lại, tiên ảnh liền giống như một viên huyết sắc cự cầu, lại còn lấy tốc độ kinh người điên cuồng bành trướng ra mọi nơi. Kể từ đó, trong nháy mắt huyết cầu liền cùng kiếm ti từ bốn phía khép lại đánh cùng một chỗ. Tiếng va chạm chói tai vang lên, tại lúc kim quang và tia máu đan vào phát ra tiếng vang lớn. Uy kiếm trận của Hàn Lập lại có thể thật sự bị nảy huyết sắc tiên ảnh này cứng rắn ngăn lại, không cách nào đánh dẹp tất cả giống như lúc trước. Con người Hàn Lập chợt co rụt lại, hai tay bấm quyết. Kim ti từ mọi nơi cuồn cuộn không ngừng lao tới, lần thứ hai tản ra khí cực hàn trắng xóa, hướng huyết ảnh cuốn tới. Đi! Phốc phốc vang lên một tiếng nổ lớn, sắc mặt Hàn Lập hơi khó nhìn. Hàn khí trắng xóa này vừa mới tiếp xúc với huyết sắc tiên ảnh, liền lập tức bị một cổ cự lực vô hình bắn ngược, mở ra. Những xúc tu này cho dù bị cực hàn đóng băng một chút, tại trong vũ động cũng lập tức vỡ nứt ra vô tung vô ảnh. Hàn khí rốt cuộc cũng vô dụng. Đúng lúc này, trên người đầu xương nô này huyết quang chợt lóe, lại bay vụt ra hơn 10 cây xúc tu, cũng thêm vào trong vũ điệu. Nhất thời huyết cầu phát ra tiếng nổ vang ầm ầm long, kim ti vốn cùng huyết cầu kiên trì giằng co, lại có thể tại trong lúc chớp động cùng xúc tu đan vào, bắt đầu bị buộc phải chậm chạp rút lui, đồng thời tốc độ có vẻ càng lúc càng nhanh. Mà một đầu xương nô khác, tựa hồ được cử động của đồng bạn gợi ý cái gì đó, sau khi thân hình lăn đi một cái, thân thể liền hóa thành một đoàn huyết ảnh mơ hồ, một đầu quấn vào trong kim ti bên kia. Vô số huyết ti tại bên ngoài thân thể hiện lên, đồng thời rất nhanh xoay tròn lên. Kết quả một màn đồng dạng xuất hiện, kim ti đều bị huyết ảnh mơ hồ làm cho liên tiếp lui về phía sau, có vẻ không cách nào ngăn cản. Hàn Lập trái lại hút một ngụm khí lạnh, xem ra đại canh kiến trận thật đúng là không cách nào đối phó hai xương nô này. Tay áo bào rung lên, 10 khối viên cầu kim ngân sắc cuốn vào trong tay áo. Hàn Lập đem những lôi châu này giấu vào trong tay áo bào, gắt gao nhìn chằm chằm tình hình trong kiếm trận, sắc mặt càng âm trầm hơn. Bỗng nhiên, nữ tử họ Tiêu nguyên bản vẫn cúi đầu truyền đến một hồi tiếng chú ngữ, lại bất ngờ ngưng lại. Hàn Lập vui vẻ, vội vàng xoay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nữ tử họ Tiêu quả nhiên đã thôi động pháp quyết xong, pháp bản trong tay đang phát ra kim quang phi thường chói mắt, chi chít ngân sắc ký hiệu vây quanh nàng từ trên xuống dưới nhẹ nhàng thổi lên, đồng thời bầu trời cũng không biết từ bao giờ đã âm trầm u ám xuống, gần đó nổi lên từng hồi âm phong bay qua, tuy rằng không lớn nhưng vừa tiếp xúc lại băng hàn đến xương, giống như có thể thấm vào tới tâm phế. Nữ tử thi pháp lại có thể điều động thiên địa nguyên khí, trừ cái đó ra, pháp bản trong tay nữ tử họ Tiêu cũng nhiều thêm một cổ lực lượng phi thường cường đại. Lực lượng ấy mạnh mẽ, làm cho trong lòng Hàn Lập cũng hết sức rét lạnh. Chỉ có vừa rồi đối mặt với hai gã Dạ Xoa Vương thì mới có cảm giác quỷ dị sâu không thể lường này. Hàn Lập hoảng sợ, ngưng thần hướng pháp bàn trong tay nữ tử họ Tiêu nhìn lại, lại bị linh quang chói mắt làm cho nhìn không rõ. Không suy nghĩ nhiều, trong mắt hắn lam mang đại phóng. Thần thông minh thanh linh mục thi triển tới cực điểm, nhất thời đem tình hình trong pháp bàn nhìn rõ. Kim triện văn, Hàn Lập cả kinh, thất thanh gọi ra miệng.
mặt ngoài pháp bàn kia lại hiện ra đám ký hiệu kim sắc. Tuy rằng một chữ cũng không nhận ra, nhưng xem hình dạng đó, ẩn chứa linh lực đáng sợ. Hiển nhiên là kim triện văn trong nghe đồn so với ngân khoa văn càng thần bí hơn. Loại linh văn trong truyền thuyết này, cho dù là tu sĩ cấp cao của linh giới, có thể hiểu được cũng rất ít. Tựa hồ cảm ứng được sự nhìn chăm chú của Hàn Lập, nữ tử họ Tiêu hướng Hàn Lập cười thản nhiên. Bỗng nhiên pháp bàn cầm trong hai tay liền nâng lên trên cao một cái. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Pháp bàn được bao phủ trong hào quang, tại không trung quay tròn xoay chuyển lên. Chỗ trung tâm trống rỗng sinh ra một kim sắc quang cầu to bằng nắm tay, một cổ linh áp phóng lên cao. Trong nháy mắt trên không trung gần đó mây đen cuồn cuộn, thoáng, cái cuồng phong gào thét nổi lên. Cũng tương ứng như vậy, 36 cây cự phiên phía dưới phát ra tiếng long ngâm hổ gào. Vô số quang điểm màu sắc khác nhau hiện lên tại phụ cận, đều hướng tới trong phiên ngưng tụ lại. Trong nháy mắt tất cả phiên kỳ đều mạnh mẽ phóng ra linh quang, sau một khắc rung mạnh, đồng thời phóng ra 36 đạo quang trụ chói mắt, lớn bằng miệng bát, chợt lóe lên tức thì tiến vào trong tầng mây trên cao. Nhất thời không trung mây đen một tiếng đinh tai nhức óc long của phích lịch truyền ra. Lập tức một tòa trăm trượng hơn đại của thật lớn quang trận từ mây đen trong từ từ hiện lên ra. Mà quang trong trận thâm chỗ của na một điểm lại có thể vừa lúc nhắm ngay phía dưới kim quang trong pháp bàn. Sau đó đột nhiên phun ra một đạo tinh tế kim ti, vừa lúc trực tiếp không có vào liễu pháp bàn trong của na một đoàn kim quang trong. Nhất thời na kim sắc viên cầu một chút bay lên không bay lên, thẳng đến thật lớn quang trong trận tâm chỗ đi. Đến đây, Hàn Lập ngẩn người, dương mắt mà nhìn. Cái kỳ trận này uy lực gì, nữ tử họ Tiêu trước đó vẫn chưa nói thêm cho hắn biết cái gì. Hắn tưởng chỉ làm cho nàng kéo dài thời gian hơn mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, ngay cả khi uy lực chân chính của pháp trận này còn chưa lộ ra, thế nhưng tuyệt đối không phải chuyện đùa, uy lực có thể hơn xa đại canh kiếm trận. Có điều là hai tay nữ tử họ Tiêu vẫn nâng lên pháp bàn. Tại đây chỉ khoảng nửa khắc lại có thể mồ hôi rơi xuống như mưa. Khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc. Một bộ dáng lảo đảo muốn ngã. Kim sắc quang cầu rốt cục bị hút vào trong chỗ trung tâm quang trận. Nhất thời hòa hợp là một thể làm vang lên âm. Thanh ông minh dữ dội, quang trận vốn cũng đã lớn kinh người. Quang mang chợt lóe, diện tích lại tăng lên gấp bội, hầu như che phủ toàn bộ bầu trời. Linh áp do quang trận tỏa ra mạnh đến nỗi dù Hàn Lập đã đề phòng, thân hình cũng không khỏi liên tiếp bước lùi lại. Trong lúc nhất thời, hai gã giả xoa vương ở xa ngoài ngàn dặm, đột nhiên giật mình liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời thân hình nhoáng lên. Hai người liền thoáng một cái chợt biến mất vào trong hư không. Lúc này, hai xương nô rốt cục gào thét hai tiếng chạy ra khỏi đại canh kiếm trận. Huyết quang chợt lóe bắn nhanh nhào thẳng đến hai người Hàn Lập. Hàn Lập cả kinh, đang muốn cầm lôi châu trong tay đón đầu bổ ra. Quang trận giữa không trung lại đột nhiên phun ra hai đạo quang trụ màu trắng sữa, chợt lóe lên trực tiếp đánh lên người hai xương nô. Hai xương nô nhìn như cực kỳ lợi hại, lại có thể phốc phốc hai tiếng, thoáng cái biến mất trong bạch quang. Truyền tống pháp trận nhãn lực của Hàn Lập ra sao chứ? Liếc mắt liền nhìn ra hai gã xương nô kia cũng không phải là bị đánh chết, mà bị bạch quang kia bao lại trong nháy mắt, thoáng cái chẳng biết đã truyền tống tới nơi nào rồi. Nữ tử họ Tiêu đắc ý cười, xoay tay đang muốn nói với Hàn Lập cái gì đó, đột nhiên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hóa thành một đạo kinh hồng, bắn nhanh thẳng đến quang trận giữa không trung. Hàn Lập tuy rằng trong lòng kinh nghi, nhưng thấy cảnh ấy, ý niệm trong đầu như thiểm điện chật lóe, không chút do dự cũng hóa thành một đạo thanh hồng, theo nàng chạy vào không trung. Mà nhưng vào lúc này, hai chỗ trong hư không ngoài trăm trượng chập chờn, đột nhiên hai đạo bóng người to lớn thúc động cự xí chợt lóe ra, vừa lúc trông thấy cử động của hai người Hàn Lập. Lúc này hai tiếng giống giận truyền ra. Một dạ xoa vương từ xa xa đánh ra một quyền, trong tay một dạ xoa vương khác lại chợt lóe lên huyết quang. Một quang phiến to lớn chém tới một cái. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1399, Chư Yêu Cùng Ấu Thú.
nữ tử họ Tiêu vừa chui vào trong quang trận to lớn, nhất thời toàn bộ quang trận phát ra tiếng vù vù lớn gấp mấy lần. Đồng thời không gian phụ cận hiện ra ba động dữ dội. Không gian bao phủ cự đại quang trận cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Hiển nhiên là bộ dáng gần mới mở ra pháp trận truyền tống. Đám phi kiếm vốn để bày kiếm trận, đã ở trong nháy mắt xưng nô lao ra kiếm trận, đều trở lại thành 72 tiểu kiếm, chợt lóe lên tiến vào trong thân thể hắn. Nhưng lúc này bởi vì sự cố không gian vặn vẹo, lúc Hàn Lập biến thành một đạo thanh hồng, độn tốc không khỏi chậm một chút. Hàn Lập biến sắc, chưa kịp đem phàm nhân phong lôi xí mới luyện chế phía sau mở ra vũ động thì công kích của Giả Xoa Vương cũng đã đến trước mắt. Trong đó sức mạnh của một quyền mang theo một cổ âm thanh ầm vang, hóa thành một cái lục sắc cự đại quyền ảnh đánh thẳng tới quang trận. Hàn Lập vừa vặn bị bao phủ trong đó. Hàn Lập trong lòng biết không ứng phó kích này trước, căn bản không cách nào đi được. Lúc này hít sâu một hơi, hai tay cùng giơ lên. Hơn 11 kim ngân sắc quang đoàn lập tức bắn nhanh ra. Lúc này hai cánh phía sau mới quạt một cái, người đang ở tại chỗ chợt lóe lên không thấy. Sau một khắc liền xuất hiện tại chỗ cách trung tâm quang trận gần trong gang tấc, thân hình nhoáng lên, không chút nào chần chờ tiến vào. Trong đó, lúc này, một đạo huyết quang cũng phát sau mà đến trước hướng về phía trước chợt lóe, hung hăng chém lên một góc của cự đại quang trận. Cùng lúc đó, kim ngân quang đoàn cũng đánh lên quyền ảnh, hai cái đồng thời nổ tung ra. Một cái huyết quang đại phóng, một cái chém xuống, càng làm cho toàn bộ cự đại quang trận dập dờn mở ra. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bỗng nhiên hiện ra một đóa kim ngân sắc lôi vân cực lớn, rộng khắp trăm trượng, dâng lên một cơn lốc phóng lên cao. Trong nháy mắt, cơn lốc đem mọi thứ đều bao phủ vào trong. Chỗ không gian cạnh lôi vân nổi lên ba động, thân hình hai gã Dạ Xoa Vương lần thứ hai hiện ra, đối mặt với một kích uy lực cực lớn tương đương với 10 tên tu sĩ luyện hư tu sĩ hợp lực. Cho dù lấy thần thông của bọn họ cũng phải đem tạm lánh một chút. Bọn họ vốn dự định trực tiếp thuấn di qua, đem hai người Hàn Lập ngăn cản lại rồi bắt ra từ trong quang trận. Tại trong chớp nhoáng lôi vân ngăn cản, quang trận giữa không trung chớp lên phóng ra quang mang chói lọi. Lập tức sau vài cái chớp lóe điên cuồng, toàn bộ quang trận liền vỡ vụn ra thành từng mảnh, hoàn toàn biến mất. Hai gã Dạ Xoa Vương liên thủ, chỉ khoảng nửa khắc đã dùng thần thông đem kim ngân sắc lôi mạnh mẽ đánh tan. Sau đó chợt lóe hiện lên ở tại chỗ vốn là trung tâm quang trận phía dưới. Ở nơi này, chỉ có một bạch sắc thanh bàn bên ngoài đầy vết rạn vỡ, toàn bộ linh khí lơ lửng ở đó. Một gã Dạ Xoa Vương đưa một tay lấy pháp bàn hút vào trong tay, sắc mặt âm trầm quan sát một lát. Sau đó không nói được một lời ném cho một tên Dạ Xoa Vương khác. Bên trong có một tia chân linh chi khí, xem ra chúng ta chính là xem thường hai tu sĩ nhân tộc này, lại có thể có loại thần thông hư không truyền tống cự ly xa. Sau khi một gã Dạ Xoa Vương xem xong pháp bàn, thở dài một hơi. Việc này ngay cả bản vương cũng thật không ngờ. Cũng may một kích cuối cùng của ta cũng rung động pháp trận truyền tống. Bọn họ có thể thực sự bình yên truyền đi hay không chính là chuyện tình khó nói. Nói không chừng tại trên đường liền rơi vào cái khe nào đó trong không gian, từ nay về sau biến mất mãi mãi rồi. Tên Dạ Xoa Vương gọi là bất diệt lại cười lạnh một tiếng nói, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng thật ra hai xương nô của ngươi và ta cũng không biết bị truyền tống tới nơi nào rồi. Muốn tìm về thật là có chút phiền phức. Chuyển Luân Vương trao mày lên, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, không có gì, xương nô của ta và ngươi cũng không phải loại chưa mở linh trí, chỉ cần không phải truyền tống đến đại lục khác, trung quy sẽ tự động nghĩ biện pháp tìm được ngươi và ta. Trái lại là liên quân của chúng ta theo như lời lúc trước phải lập tức xuất ra một cái cách thức, bằng không. Hai gã Dạ Xoa Vương đối với việc hai người Hàn Lập chạy trốn từ trong tay, tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền ném sau đầu, lập tức thảo luận đại sự mà đối với bọn họ càng thêm quan trọng hơn. Đại quân Dạ Xoa tộc cách xa bọn họ chẳng biết bao nhiêu nghìn dặm, lại đang hướng tới chỗ Thiên Nguyên Thành của nhân tộc, cuồn cuộn ào ào đi tới. Hàn Lập chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hai mắt mê muội. Lấy thân thể mạnh mẽ như bây giờ lại còn có thể sau khi truyền tống có loại cảm ứng cường liệt này.
Nói rõ truyền tống vừa rồi nhìn như trong nháy mắt, tuyệt đối là một lần truyền tống cự ly cực xa. Sau khi nhắm lại hai mắt một hồi lâu, Hàn Lập mới chậm rãi mở hai mắt ra, đảo qua mọi nơi. Ở đây giống như là một đống mảnh loạn thạch, dưới đất đều là hòn đá hình tròn có cỡ lớn nhỏ không giống nhau, có màu xám trắng. Bốn phía ở cách đó không xa, lại là một mảnh hôi sắc sương mù, có vẻ không cách nào nhìn ra quá xa. Trong đầu đang vang lên ông ông, chẳng rõ nơi này có cái cấm chế gì, hay là hắn vẫn chưa từ trong truyền tống cự ly xa khôi phục lại. Thần niệm lại có thể nhất thời không cách nào rời khỏi thân thể. Nhíu mày, đồng thời đầu của Hàn Lập chuyển động nhìn khắp nơi, lam mang trong hai mắt chớp động không ngớt. Thần sắc Hàn Lập bỗng nhiên khẽ động, hai tay bấm quyết hóa thành một đạo thanh hồng bay lên không trung, chui vào trong sương mù. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, Hàn Lập co lưng xuất hiện tại bên cạnh một cái dòng suối nhỏ rộng mấy trượng. Nhìn suối nước trong suốt dưới chân, hai mắt híp lại. Một tay chảo một cái đi xuống, nhất thời một đoàn nước suối bị hút lên không trung, hóa thành một đoàn thủy cầu to bằng nắm tay, nhẹ nhàng lơ lửng ở trong lòng bàn tay. Hàn Lập ngưng thần kiểm tra một hồi, sau khi thấy nước suối không có vấn đề gì, mới hé miệng ra. Thủy cầu lập tức hóa thành một đạo thủy tuyến bị hút vào toàn bộ hút vào trong miệng hắn. Phi thường ngọt. Hàn Lập gật đầu hài lòng, đang muốn lại lấy thêm chút nước suối nước thì lại bỗng nhiên nhướng mày một cái. Tay kia bỗng nhiên ngũ chỉ nắm quyền đánh tới hư không phía sau một cái. Một cổ cự lực theo đó xuất ra. Oanh một tiếng nổ vang lên. Sương mù phía sau nổi lên cuồn cuộn một hồi. Cự lực giống như đánh lên vật gì đó. Không chỉ truyền đến vài tiếng cước bộ đập đạp lui lại rồi ngã xuống đất, còn có phát ra tiếng nói lầm bầm. Thân hình Hàn Lập khẽ mơ hồ, thân hình liền quỷ mị đảo ngược lại, tay áo bào rung lên hướng về sương mù ở phía sau. Cũng không biết hắn âm thầm vận cái pháp quyết gì. Một cổ cuồng phong từ trong tay áo bào tuôn ra, sương mù ở hơn 10 trượng phía trước nhất thời bị thổi tán đi, lộ ra một quái vật cao khoảng 1 trượng. Hàn Lập cho dù kiến thức rất rộng, vừa nhìn rõ tướng mạo của quái vật này, cũng ngẩn người. Quái vật trước mắt thực sự cực kỳ dài đến kỳ lạ. Đôi mắt nhỏ miệng dài, tay lợn thân người, nửa thân trên bao vào một cái vỏ rùa màu xanh, vững vàng kẹp lên thân thể. Lúc này tứ chi quái vật đang hướng lên trời té trên mặt đất, hiển nhiên bị một quyền vừa rồi của Hàn Lập chấn ngã xuống đất. Trong miệng đang phát ra tiếng nói lầm bầm liều mạng muốn giãy giụa. Thế nhưng bởi lưng vỏ rùa lại lồi cổ, mà tứ chi lại ngắn hơn phân nửa so với thường nhân, nên không cách nào lập tức lật lại thân, có bộ dạng một đầu rùa cực lớn ngã xuống đất không dậy nổi. Vương Bát Chư Yêu Hàn Lập linh quang chợt lóe, trong đầu chẳng biết thế nào lại hiện ra một cái tên cổ quái như thế, chính mình cũng không nhịn được cười rộ lên. Khí tức trên người chư yêu này cũng không mạnh mẽ, tu vi cũng tương đương với nhân tộc khoảng luyện khí kỳ. Khí tức yếu như vậy, Hàn Lập tự nhiên thả lỏng. Nhưng cũng có chút kỳ quái chư yêu này làm sao có thể đón đỡ được một kích cực mạnh vừa rồi của mình. Ánh mắt chợt lóe, rơi vào trên kiện quy sắc trên người chư yêu. Ở trên bụng quy sắc thình lình có một quyền ấn sâu chừng một tấc. Trên mặt Hàn Lập chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Giơ tay hướng hư không chào một cái. Linh quang đại phóng, một con chư yêu to hơn trượng hiện lên trên bầu trời trống rỗng, hướng phái dưới lao xuống. Linh quang liền bao quanh chỗ cạnh quy sắc, đem toàn bộ người chư yêu nhấc lên. Hàn Lập chưa kịp tới kiểm tra cẩn thận quy sắc, thân thể Vương Bát chư yêu kia lại đột nhiên phi thường linh hoạt co rụt lại. Một cái từ trong quy sắc rơi xuống, hóa thành một con lợn rừng, nhanh như chớp chạy ào vào trong sương mù biến mất không thấy nữa. Trong nháy mắt, trong thanh sắc đại thủ chỉ còn lại có một cái quy sắc trống trơn, trái lại có phần giống kim thiền thoát sắc. Khóe miệng Hàn Lập co lại một cái, có chút hết chỗ nói rồi. Lấy chư yêu chạy trốn mau lẹ như thế mà xem, thì cái cử động ngốc nghếch vừa ngã xuống đất không dậy nổi, đúng là cử chỉ dùng để mê hoặc địch nhân. Vương Bát chư yêu này nhìn như rất ngốc nghếch, nhưng lại phi thường rào hoạt, sợ rằng linh trí không thấp. Chỉ là một tồn tại cấp thấp luyện khí kỳ, Hàn Lập tự nhiên sẽ không để ý nhiều, cũng lười đuổi theo nó. Chỉ là đem quy sắc hút tới trước người, nhìn kỹ nhiều lần,
trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là lả xác của cự quy hơn trăm năm, lại có thể chống đỡ được một quyền của ta. Đây là cái loại xác linh quy gì mà lại có thể thần kỳ như vậy? Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng. Sau khi do dự một chút, vẫn là đem quy xác tạm thời thu vào trong vòng tay chữ vật. Sau đó Hàn Lập cũng không có mạo muội đi tới chỗ nào nữa, ở ngay dòng suối nhỏ này khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dương thần. Dòng suối nhỏ vắng vẻ không tiếng động, nhưng sương mù bên cạnh lại bắt đầu dần dần loãng ra, cũng không biết trải qua bao lâu, lúc sương mù tán tản đi 7-8 phần, bên cạnh dòng suối nhỏ chẳng biết từ bao giờ đã có một đám thú vừa giống như hươu lại vừa giống như ngựa tụ tập lại. Tại bên cạnh con suối vươn đầu lưỡi ra uống nước, trong đó có vài đầu ấu thú chỉ dài hơn thước, lại đang khua đụng đùa giỡn trêu chọc nhau. Mà Hàn Lập bởi vì đem khí tức thu liễm, lại có thể giống như một khối đá không khiến cho đám thú này chú ý một chút nào. Có một đầu ấu thú thậm chí trực tiếp đụng vào trên người Hàn Lập. Ấu thú này tựa hồ đã nhận ra cái gì đó, quay người lại, dùng hai mắt to xinh đẹp màu lam nhạt quan sát Hàn Lập. Sau khi vòng vo đi vây quanh Hàn Lập một hồi, dứt khoát đem cái đầu lông xù tiến đến trước mặt Hàn Lập người nhẹ vài cái, không nhịn được vươn đầu lưỡi màu phấn hồng liếm một cái. Đột nhiên hai mắt Hàn Lập không có điểm báo trước đột nhiên mở ra. Tiểu thú này trái lại cũng phi thường cơ trí, nhất thời cả kinh nhà vọt trở về, muốn chạy trốn né ra. Nhưng ngay trong nháy mắt này, lục quang chợt lóe, một viên đan hoàn mang theo một cổ dược hương từ trong tay áo bào Hàn Lập như đạn bắn ra, chuẩn xác không chút sai lầm bắn vào trong miệng của tiểu thú ấy, đồng thời lập tức hóa thành chất lỏng thơm mát chảy vào trong miệng tiểu thú. Đồng thời thanh âm thản nhiên của Hàn Lập vang lên trong tai của tiểu thú. Ngươi và ta có chút duyên phận, khỏa khai linh đan này liền tặng cho ngươi đi. Nhưng sau đó có thể thực sự mở ra linh trí hay không, cũng vẫn phải nhìn vào tạo hóa của ngươi. Thanh âm này lại làm cho tiểu thú sợ đến phát ra tiếng kêu to. Nhất thời các thú trưởng thành khác cũng phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Lập. Lúc này lập tức lao lên, đem đầu ấu thú bảo hộ tới vị trí trung tâm. Sau đó dùng sừng nhọn trên đầu, cảnh giác nhắm ngay phương hướng chỗ Hàn Lập. Hàn Lập vẫn ngồi tại chỗ bất động, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hai mắt của tiểu thú kia. Sau đó chậm rãi nhắm lại lần thứ hai, lại không lại để ý tới đàn thú nữa. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1400, Cạnh biển. Đàn thú tuy rằng nhìn ra Hàn Lập không có ác ý gì, nhưng vẫn bảo vệ ấu thú chậm rãi hướng tới xa xa lui đi. Sau đó không lâu, đàn thú quay đầu lại băng băng chạy đi. Sau đó biến mất sau một cái bãi đất không thấy nữa. Hàn Lập lại tới bên bờ suối ngồi xếp bằng một hồi, chờ sương mù phụ cận hoàn toàn tan hết, lúc này mới bay lên không, nhắm phía trên cao biến mất. Lúc này, hắn bất luận pháp lực hay là thần khí đều hoàn toàn khôi phục lại, lại đem thần niệm phóng xuất, phát hiện ra tuy rằng có thể rời khỏi thân thể một chút, thế nhưng lại rõ ràng chịu áp chế lớn, lại có thể tối đa chỉ có thể nhìn quét khoảng cách hơn 10 dặm xung quanh. Kể từ đó, hắn dứt khoát không ngừng hướng chỗ cao bay đi, chuẩn bị trực tiếp dùng thần thông minh thanh linh mục kiểm tra phụ cận. Ít nhất tất cả trong vòng trăm dặm đều có thể thu vào trong mắt rõ ràng. Thân ở chỗ trên cao nghìn trượng, trong hai mắt Hàn Lập lóe ra lam mang, nhanh chóng quét tới mọi nơi. Chỉ thấy tận cùng hai bên đầu đông tây vẫn là một mảnh trắng xóa. Tựa hồ vẫn còn là chỗ loạn thạch, mà ở hơn 30 dặm về phía nam đã có một chút lục sắc. Từ xa nhìn, lại có một tòa sơn mạch không nhỏ. Phương Bắc đã có nhiều thủy linh khí hiện lên, tựa hồ có vài con sông lớn hoặc biển rộng tồn tại ở nơi đó. Sau khi do dự một chút, độn quang nổi lên quanh thân Hàn Lập, hóa thành một đạo thanh hồng, chạy thẳng về phương Bắc. Lấy độn hôm nay của Hàn Lập, chút khoảng cách ấy tự nhiên chỉ chốc lát thời gian đã tới. Kết quả trước mắt sáng ngời, thình lình xuất hiện một mảnh hải dương liếc mắt vô biên. Nhưng nước biển có chút quỷ dị, lại có thể là xích hồng sắc, mà ở bên bờ bất thình lình có hơn 1.000 đầu cự quy, lớn nhỏ không đồng nhất đang nghỉ tạm ở trên bờ cát.
trong đó cự quy to lớn có con to 3-4 trượng, con bé cũng có cỡ vài thước. Cả đám đều chôn ở trong cát, một bộ dáng rất lười biếng. Mà ở ngoài khơi, có một đám quái điều xích hồng sắc miệng dài móng sắc nhọn, không ngừng xoay quanh ở trên không trung. Luôn có vài con lao xuống đến trong biển, dùng miệng cùng móng vuốt nắm lên một con hải ngư lớn chừng một thước rồi ném lên trên cao. Nhất thời các quái điều khác chen nhau tiến lên, trong nháy mắt đem hải ngư phân chia thành nhiều mảnh thức ăn. Hàn Lập mặt không biểu tình đánh giá tất cả cái này. Sau một lúc lâu, tựa như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên hướng lên trên cao nhìn lại. Vẫn cứ là thái dương nóng hầm hập treo ở trên cao, thần sắc Hàn Lập khẽ động. Chẳng biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy ánh nóng mặt trời tựa hồ so với trước đây lại nhỏ hơn, phai nhạt đi rất nhiều, bộ dáng thoạt nhìn có chút mơ hồ. Xem ra địa phương lần này hắn bị truyền tống tới, thật sự cách chỗ nhân tộc phi thường xa xôi. Bằng không thì không thể ngay cả thái dương trên không trung cũng có biến hóa như vậy. Cũng may hữu quan điểm này, Hàn Lập đã sớm đi qua mình truyền tống sau khi của thân thể không khỏe, sớm suy đoán tới rồi. Hôm nay đảo cũng không có đại thể giật mình, xoay chuyển ánh mắt hà, rơi vào liễu phía dưới của quy đàn trên. Tại đây trên phiến bãi biển này, ngoại trừ đàn cự quy ra, phụ cận còn có nhiều quy xác nằm đầy trên bãi cát phụ cận, có vẻ chừng khoảng mấy nghìn cái. Trong biển dưới cát còn không biết có bao nhiêu cái nữa. Hai mắt híp lại, Hàn Lập lật tay, trong tay nhiều thêm một cái thanh sắc quy xác lớn chừng hơn trượng. Hàn Lập giơ tay cầm quy xác, lao xuống phía đàn cự quy. Chỉ chốc lát, nét mặt Hàn Lập lộ ra một tia kinh ngạc. Bỗng nhiên nhìn xuống, quy xác phía dưới tựa hồ cùng trong tay Hàn Lập trong tay hết sức giống nhau, thậm chí còn lớn hơn gấp bội. Nhưng Hàn Lập lại liếc mắt nhìn ra sự khác nhau trong đó. Quy xác trong tay tuy rằng không tính là lớn lắm, nhưng mỗi một đạo quy văn đều ẩn hàm một tia đạm ngân. Quy văn trên quy xác ở dưới lại chỉ là bạch ngân hết sức bình thường mà thôi. Hàn Lập nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lao xuống một cái quy xác phía dưới hư không chảo một cái. Một cái quy xác lớn hai trượng bay thẳng trên. Oanh một tiếng nổ vang lên, tại dưới một kích tùy ý của Hàn Lập. Quy xác ấy lập tức nổ tung, biến thành bột phấn biến mất. Vụ nổ làm quy đàn nổi lên một hồi tán loạn. Không ít cự quy lộ ra đầu đen thui, hướng không trung nhìn thoáng qua. Nhưng chúng nó tựa hồ cảm thấy Hàn Lập không có uy hiếp gì. Đại bộ phận lại rụt trở lại, quy đàn lần thứ hai hồi phục yên lặng. Quả nhiên không phải là như những quy xác bình thường. Những quy xác này hẳn là cũng xuất phát từ nơi này không sai. Hàn Lập không lộ ra vẻ thất vọng, trái lại thì thào tự nói một tiếng. Thanh quang chợt lóe, thân hình Hàn Lập hướng tầng trời thấp từ từ bay đi, đồng thời nhắm hai mắt lại, đem thần niệm mạnh mẽ phóng ra, đem vài dặm xung quanh đều bao phủ lấy, bộ dáng bắt đầu tỉ mỉ tìm tòi cái gì đó. Sau một lúc lâu, hai mắt Hàn Lập bắn ra tinh quang về bốn phía, thân hình liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra, nhanh chóng vây lấy phiến bãi cát này vòng vo một hồi rồi quay về. Nhưng bốn phía thân thể lại nhiều thêm ra ba cự đại quy xác khác trôi theo sau. Một cái to 4-5 trượng, một cái chừng hơn trượng, một cái cuối cùng lại chỉ có cỡ vài thước. Quy văn trên ba quy xác này bất thình lình cũng là ngân sắc, chỉ là mức độ màu sắc có chút không giống nhau. Quy sắc nhỏ nhất, quy văn đã tinh khiết giống như ngân bản phát quang lấp lóe. Cùng cái lớn chừng một trượng trong tay Hàn Lập giống nhau, về phần cái quy sắc lớn nhất kia, chỉ có một tia đạm ngân mà thôi. Ba kiện quy sắc này đều chôn sâu dưới bãi cát gần đó. Nếu hữu thần niệm của Hàn Lập không thể xuyên thẳng xuống, sợ rằng thật đúng là không cách nào tìm ra ba cái này. Hàn Lập độn quang một hồi rồi đứng ở trên không trung, lật tay hướng vài cái quy xác xuất một chiêu. Nhất thời một tiếng gào thét vang lên, ba cái quy xác được xếp đặt song song trước người hắn. Vài tiếng bang bang truyền đến, ngón tay Hàn Lập nhẹ nhàng bắn ra. Vài đạo thanh sắc kiếm khí phá không bắn ra, phân biệt làm ra trên quy xác mấy cái lỗ thủng sâu cạn không giống nhau. Kiếm khí trực tiếp xuyên thủng qua quy xác lớn nhất, cái nhỏ nhất lại chỉ có sâu nửa tấc, quy xác hơn trượng lại hiện ra lỗ thủng sâu 3-4 tấc. Hàn Lập gật đầu, tay áo bào run lên, một cổ thanh hà bay ra.
ba cái quy xác nhất thời quay tròn xoay chuyển trong hào quang, trong nháy mắt thu nhỏ lại vô số lần, được Hàn Lập hư không hút tới trong tay. Trong tay linh quang chợt lóe, chúng nó đều bị thu vào trong vòng tay chữ vật. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở xa xa ngoài khơi đột nhiên nổi lên tiếng chim hót. Hàn Lập ngần ra ngẩng đầu nhìn lại, kết quả trong lòng cả kinh. Chỉ thấy trên ngoài khơi phía trước, chẳng biết từ bao giờ hiện ra một cự đại yêu vật thân thể dài tới 10 trượng. Nửa thân trên rõ ràng là hình dạng nam tử da ngăm đen. Song trường cầm một kiện cốt xoa, khuôn mặt dữ tợn. Nhưng nửa thân dưới lại giống như một con mực cực lớn. Xúc tu cực kỳ thô to tại ngoài khơi như ẩn như hiện. Tên yêu vật như con mực lại đang há mồm ra, phun ra một cổ hào quang đen kịt, đem tất cả hơn 100 con quái điểu xích hồng sắc đều quấn vào trong đó, rồi thoáng kêu hút vào trong miệng, giống như đang hưởng thụ một bữa ăn ngon. Mà đám quái điểu này liều mạng dễ dụa trong hào quang, nhưng không cách nào dễ dụa mảy may, trong nháy đã bị cắn nuốt vào hơn phân nửa. Kỳ quái chính là, mắt thấy cảnh này mà Hải Quy lại vẫn ngần ra tại trên bãi biển, cũng không có vẻ kinh hoàng, mà đầu cự đại yêu vật này cũng không hề có ý động tới quy đàn chút nào. Hàn Lập trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng mà yêu vật trước mắt đại khái chỉ là bát cấp yêu thú, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì, chỉ là nhíu mày đứng ở tại chỗ nhìn tất cả màn này, trong lòng âm thầm phỏng đoán lai lịch của đối phương. Kỳ thực tại linh giới, gọi là yêu thú, cổ, thú thực ra đều chỉ là một loại phân chia đại khái mà thôi. Theo như nhân tộc linh giới nói, cổ thú chính là sinh linh loại thú sinh trưởng ở địa phương linh giới. Yêu thú lại hơn phân nửa chỉ theo rất nhiều con cháu của yêu tu từ hạ giới phi thăng lên bắt đầu sinh sôi nảy nở hình thành các chủng tộc loại thú. Trong đó cũng lẫn lộn tiếp thu dung nạp không ít các chủng tộc cổ thú khác. Đối với cổ thú mà nói, tuy rằng đại bộ phận suốt đời đều không thể mở ra linh trí, nhưng khi tu luyện đều sẽ có một loại thiên phú thần thông nhạy cảm, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Mà yêu thú lại ngược lại, chỉ cần không phải các thú loại truyền thừa đặc thù hoặc là đám chủng loại trùng thú không có khả năng mở ra linh trí, giống nhau đều có thể mở ra linh trí, nhưng tu thành thiên phú thần thông lại kém xa uy lực của cổ thú. Đương nhiên cổ thú cùng yêu thú không có gì khác nhau nghiêm ngặt lắm. Có một ít chủng tộc thú sinh hoạt tại phụ cận nhân yêu nhị tộc một khi mở ra linh trí, sau khi cân nhắc một phen lợi và hại, cũng sẽ chủ động dẫn dắt tộc đàn gia nhập vào trong yêu tộc. Hoặc là có ít cổ thú được tu sĩ yêu tộc cùng nhân tộc nhìn chúng, cũng sẽ mạnh mẽ đem chúng nó thuần phục, thu nhập vào trong tộc. Tự nhiên sau đó, chúng nó cũng thành một chi trong yêu thú. Cho nên Hàn Lập thấy yêu vật trước mắt trái lại cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là hai tay chắp sau lưng lẳng lặng lơ lửng tại trên không trung. Một lát sau, yêu vật trong biển đã đem hải điều một nuốt hút vào. Xúc tu cực lớn hưng phấn quật vài cái ở ngoài khơi. Đầu vừa xoay chuyển bỗng nhiên thấy được Hàn Lập ở không trung gần đó. Hàn Lập lúc trước vẫn thu, liễm khí tức, yêu thú này sơ ý lơ là. Chính là không phát hiện trên cao trong bãi này còn có người khác tồn tại. Nhưng tình hình làm cho Hàn Lập sửng sốt xuất hiện. Yêu vật này vừa thấy Hàn Lập, trên mặt lại hiện ra vẻ kinh khủng. Sau một tiếng gầm nhẹ, thân hình nhoáng lên hóa thành hắc khí, một cái liền lẻn vào trong biển. Lập tức từ đáy biển toát ra vô số hắc vụ đen kịt như mực. Một cái liền đem tất cả nước biển đều nhuộm thành đen thui cực kỳ vẩn đục, làm cho căn bản không cách nào nhìn thấy rõ sự vật. Khóe mắt Hàn Lập khẽ động, lam mang trong con ngươi chợt lóe. Ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng qua hắc vụ, đem tình hình phía dưới nhìn rõ ràng. Con yêu vật mực to lớn lớn kia đang ở trong chỗ sâu trong đáy biển, liều mạng hướng vào trong biển bỏ chạy. Hừ lạnh một tiếng, hai cánh phía sau Hàn Lập sáng ngời, đang muốn thôi động phong lôi xí một cái trốn vào trong hư không, đem yêu vật kia bắt lấy. Bỗng nhiên từ nơi biển sâu truyền đến một tiếng giống dài không rõ, thanh âm giống như tiếng sấm cuồn cuộn lao đến, trầm thấp dị thường. Lập tức cảm thấy một cổ cường đại yêu khí phi thường, cổ cường đại chợt hiện lên ở chỗ sâu xa hơn 10 dặm ngoài biển. Tựa hồ có vẻ cường đại không thua tu sĩ cấp hóa thần. Hàn Lập nghe được tiếng hô ấy, thần sắc hơi ngẩn ra, mắt cũng không chớp ngóng nhìn về chỗ phát ra tiếng hô. Mặt lộ ra một tia do dự. Một lát sau,
kẻ phóng ra yêu khí kinh người kia cùng con mực yêu vật hội hợp một chỗ, lập tức không chút nào chần chờ đi vào hướng trong biển sâu. Sau khi lắc đầu, hai cánh vừa mới hiện lên phía sau Hàn Lập lần thứ hai chợt lóe lên rồi biến mất. Tuy rằng yêu thú cấp hóa thần, hắn cũng không e ngại mảy may. Nhưng mới tới nơi xa lạ bực này, hắn cũng không muốn tùy tiện cùng tồn tại cùng cấp tranh đấu. Sau khi hướng chỗ sâu trong biển rộng nhìn một hồi, Hàn Lập nổi lên độn quang, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía nam bắn nhanh đi. Chỉ sau chốc lát, Hàn Lập mới biến thành một đạo thanh hồng đã xuất hiện ở trong một mảnh xanh tươi. Phía trước là cự đại sơn mạch liên miên không dứt. Tại chỗ cạnh sơn mạch, độn quang thu lại, thân hình Hàn Lập hiện lộ ra. Các bạn vừa nghe xong tập 140 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.